thúy nga hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả chuyện dài hồng nhan của nguyễn ngọc ngạn qua hai giọng đọc tác giả và hồng đào thu âm tại phòng thu riêng của trung tâm thúy nga từ ngoài hiên cô linh quay vào ngồi xuống ghế mưa đã ngưng hẳn nhưng trời vẫn còn âm u vẫn đe dọa sẽ chút nước xuống không biết lúc nào hồng uống hấp nước trà rồi bảo cháu nghe nói vận mạng đời người đó lắm khi thay đổi cho nên đường chỉ tay có lúc rõ lúc mờ có lúc thẳng có đoạn cong rồi có chỗ đứt nữa phải không cô có khi người còn trẻ thì khó về già lại sung sướng Ngược lại, nhiều người còn trẻ lắm đã làm nên sự nghiệp Nhưng về già lại trắng tay Thành ra hôm nay cháu trong mới nhờ cô xem lại Biết đâu sau 2 năm vận của cháu đã đổi rồi Những điều Hồng vừa nói Thật ra chỉ xuất phát từ niềm hy vọng cho chính bản thân mình mà thôi Chứ sự thật Hồng đâu có biết nhiều về cách xem chỉ tay Cô Linh mở nắp hộp lấy cái chai huyền bí ra Và cười hiền hòa bảo Hồng Cô đã nói với cháu rồi Cô không phải thầy bói Nên chẳng biết chỉ tay nó ra làm sao Cô chỉ biết nhìn vào cái chai này Thấy gì thì cô nói Chứ có bói toán gì đâu Cháu đã lặn lội tới đây rồi Thì cô sẽ coi lại cho cháu Cô cũng mong vận của cháu thay đổi như cháu nói Dứt lời cô đặt cái chai trước mặt Hồng Hồng mở to mắt đăm đăm nhìn Và cầu mong cái chai sẽ cho Hồng một tia sáng mới Cô Linh ngước nhìn lên bàn thờ Đưa tay làm dấu thánh giá rồi lật ngang cái chai và bảo hồng nắm lấy cổ trai mặt cô cố tỏ ra bình thản mặc dầu trong lòng rất hồi hộp hồng là người khách mà cô yêu quý như đứa em gái nhỏ trong gia đình đứa em gái ấy đang phải đối diện một số mệnh quá ghê gớm đã giết chết ba người đàn ông rồi mà chưa chắc đã yên thân quả nhiên hồng vừa nắm cổ trai cô linh giật mình sửng sốt vì hình ảnh hiện ra trong trai vẫn rõ một một Cô cố che giấu nỗi thất vọng ngẩng lên bảo ừ, cháu bỏ tay ra được rồi hồng hồi hộp hỏi ngay có cái gì khác không cô cô linh cất cái chai vào hộp rồi khẽ lắc đầu đáp cô phải chia buồn với cháu chả có gì thay đổi cháu ạ à. cô nhớ lần đầu xem cho cháu cô nhìn thấy cháu mặc áo cưới đứng giữa nghĩa trang sau lưng cháu là năm cái quan tài cháu bảo ba người đã chết vì cháu đúng hôm nay cô thấy vẫn còn hai cái quan tài hồng tuyệt vọng bật khóc và nghĩ ngay đến đán đang chờ nàng để sáng mai cùng đi xuống miền tây viếng mộ cha chân biểu diệp như vậy là hồng phải giết thêm hai người đàn ông nữa thì mới có thể lấy được đán hồng uể oải đứng dậy lảo đảo quay ra hè quên cả việc bỏ tiền vào thùng từ thiện cô linh tội nghiệp hỏi với theo thế bây giờ cháu tính như thế nào bên ngoài cơn mưa mới dứt lúc nãy khi hồng đến bây giờ lại trở lại tuy chỉ là mưa phùn rất nhẹ hồng toan bước ra cửa nghe cô linh hỏi đứng lại một chút rồi quay vào chỗ cũ cô linh thương cảm nhắc lại thôi cháu cứ ngồi xuống đi trời đang mưa cháu về làm gì cho nó vội cô hỏi cháu bây giờ cháu tính như thế nào biết số mình như thế thì cháu phải tính làm sao hồng não nề ngồi xuống chỗ cũ và tiếp tục sụt sổi khóc không trả lời Cô Linh ái ngại tiếp. Thế bây giờ uh, cháu thấy là có có cần phải lấy chồng nữa không? Chẳng phải là vì cô sống độc thân rồi cô khuyên cháu bắt trước cô, nhưng đã biết cái số mình nó không thể lấy được chồng mà cháu cứ cứ lấy thì lại giết oan thêm hai người nữa." Hồng lau nước mắt kể. "Cô biết không, nhà cháu nghèo lắm. Nghèo nhưng cháu chỉ mong tốt nghiệp đại học." Cháu may mắn quen toàn những người vừa giỏi vừa tốt. Không lấy chồng á thì cháu với mẹ cháu không có cách nào mà 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 vươn lên được. Với lại, cô nghĩ xem, cháu không có đi tu mà tự dưng cửa một mình, người ta nghĩ như thế nào về cháu? Chả nhẽ chả nhẽ cháu cháu hết cả đời hay sao? Cô Linh gật đầu nói, "Đành là thế, cô cũng nhất trí với cháu, không đi tu mà sống độc thân là khác đời, nhưng làm sao bây giờ hoàn cảnh của cháu đặc biệt quá. cô, cô chưa bao giờ gặp trường hợp thứ hai như cháu. cháu mới đúng là hồng nhan đa Chuân Hồng lắc đầu nói bằng giọng tủi thân. Chả phải đâu cô ạ, thiếu gì người đẹp gấp vạn lần cháu mà vẫn êm đềm hạnh phúc. cả hai cùng im lặng. Hồng buồn vì cái số phận mình quá xui xẻo. cô Linh buồn vì thương một thân chủ xinh đẹp và lễ phép mà quá long đong. Bình thường xem cho ai xong cô cũng chỉ muốn người đó đi ngay để cô nghỉ ngơi chứ đâu có rảnh rang mà mời khách ngồi lại nói chuyện. Hồng là trường hợp đầu tiên vì cô đã coi như người nhà. Sực nhớ lời Hồng kể lúc nãy cô Linh ngẩng lên bảo. Um, cháu nói là cháu sắp xuống Cà Mau. Cầu xin cha trưng biểu diệp. Ừ hay là cháu cứ đi một chuyến xem thế nào. Biết đâu cha chẳng làm phép lạ giúp cháu. Thôi cứ đi đi, rồi về đây gặp lại cô, xem số cháu có thay đổi được không. Hồng hỏi lại. Nhưng mà nếu cháu cầu xin cha Trương Biểu Diệp mà vẫn chẳng có thay đổi được tí gì, vẫn thấy hai cái quan tài hiện ra trong chai, thì cô bảo cháu phải làm sao? Cô Linh cười buồn. Cháu chưa xin mà đã nản lòng, tức là cháu không đủ niềm tin. Thôi cứ đi đi. Lo xa làm gì hả cháu? Thì nói thế, nhưng cô Linh lại thêm ngay. Những chuyện ma ám vong nhập mà người ta thường nói đó, cô vẫn cho là nhảm nhí nếu không hoàn toàn nhảm nhí thì trăm chuyện chắc cũng chỉ đúng độ một hai chuyện tuy nhiên trường hợp của cháu thì cô thấy lạ quá cô chẳng hiểu như thế nào có thể người đời sẽ nói là cháu có số sát phu nhưng mà như cháu vừa nói thì đã ai làm đám cưới với cháu đâu mà bảo là sát phu đã ai là phu đâu mà sát hồng ngắt lời nghĩa là cô cô cũng tin rằng có, có vong nhập Có người coi âm theo đuổi cháu à Hỏi câu này Hồng nhớ ngay đến thầy bát bở vừa chết Vì xúc phạm đến Hồng Thiên hạ vì mê tín dị đoan Nên thầy dựa theo thị hiếu của thiên hạ Lợi dụng kiến thức thấp kém Của người đời mà làm tiền Chứ có vong nào nhập đâu Cô Linh phân vân trả lời ừ, Chính cô cũng không biết Cô là người công giáo Lẽ tất nhiên là cô không có tin chuyện đó Nhưng ngay cả nếu có vong nhập Nghĩa là có hồn ma theo đuổi cháu Thì đó cũng là do ý chúa mà thôi Cho nên cô cô đề nghị Hay là cháu hay là cháu nên rửa tội theo đạo Cô tin rằng nếu cháu theo đạo Tức là cháu tin vào chúa Thì chúa sẽ che chở cho cháu Hồng lơ đãng không trả lời cô Linh Trong đầu nàng vừa lóe lên một ý nghĩ mới Hay là quả thực có người cõi âm theo đuổi Hồng thật cho nên thầy bát biểu việc cưỡng hiếp Hồng mới bị vong hồn quật chết. Điều nghịch lý là khi thầy bát biểu bảo rằng Hồng bị người cõi âm theo đuổi thì thầy hoàn toàn chỉ nói xạo để lợi dụng mà thôi. Thầy không hề tin là có vong nhập. Bởi nếu thầy tin, đời nào thầy dám ngủ với Hồng. Nhưng hóa ra là có, cho nên thầy mới lìa đời. Thấy Hồng ngồi yên, cô Linh nhắc lại. Ý cháu thế nào? Đây là cô thương cháu, nên mới đề nghị như thế để giúp cháu. Hồng thở dài bảo. Cô đã nói như thế thì để cháu đi Cà Mau một chuyến xem như thế nào ừ, rồi sau cháu cháu sẽ trở lại gặp cô. rất Lời Hồng đứng dậy và bước ra hè, cô Linh cũng đứng lên theo, lấy cái ao mưa của Hồng máng sau cánh cửa trao cho nàng và ân cần bảo. "Cháu phải đặt niềm tin vào lời cầu nguyện. Thôi, cô chúc cháu may mắn." Hồng không nói gì chỉ gật đầu rồi đẩy xe xuống sân và buồn bã phóng đi. Nàng về thẳng tiệm cơm tấm Lúc ấy là khoảng 3 giờ chiều, quán chỉ có vài người khách quen đang ngồi uống trà đá ở cái bàn sát vách. Hồng đẩy xe vào chỗ quen thuộc khóa lại. Mấy ông khách nhất loạt ngẩng lên nhìn Hồng bằng ánh mắt vui tươi, dù tất cả đều biết không ai đủ bản lĩnh để tán tình Hồng. Bà Mơ đang ngồi thái cà rốt trong bếp, buông con dao đứng dậy tiến nhanh ra hỏi: "Sao rồi con? Có gặp được cô ấy không?" Nhìn nét mặt hồng, bà đã biết là hồng không vui, nhưng bà chỉ đoán là cô thầy bói đã dọn đi nơi khác, hồng không gặp được để hỏi về số mệnh của mình. Nhưng hồng kéo mẹ vào hẳn trong bếp, ngồi xuống ghế và thở dài nói: "Con buồn quá mẹ ơi, cô linh xem cho con, bảo số con chưa thay đổi được, vẫn còn hai cái quan tài nữa." Bà mơ hãi hồng kêu lên: "Trời ơi, chết ba người rồi mà vẫn chưa thoát nạn à?" Nói câu ấy, bà nghĩ ngay đến đán đến thằng con rể tương lai yêu quý của bà. Bỏ mất cơ hội này thì làm gì còn cơ may nào nữa? Con gái bà càng ngày càng lớn, nhan sắc càng ngày càng phai, chứ làm gì có trẻ đẹp mãi như thế này đâu. Muốn lấy chồng Việt Kiều thì chủ yếu là phải trẻ, bởi nếu không thích vợ trẻ thì Việt Kiều đã chẳng phải về tận đây. Bắt con bà phải giết thêm hai người đàn ông nữa mới lấy được đán thì lâu quá, chừng đó biết đâu đán đã thay lòng đổi dạ, hoặc tìm được đứa con gái khác thay thế Hồng rồi mà tìm đâu ra hai thằng đàn ông để tế thần bây giờ bà uể oải ngồi xuống chỗ cũ trước cái thau đựng cà rốt ưu tư hỏi thế bây giờ con tính làm sao hồng vói tay lên kệ lấy bình trà rót ra ly bỏ vào mấy cục nước đá nàng lắc lắc cái ly cho tan bớt đá rồi uống một hơi cạn sạch và trả lời mẹ thì trước mắt con với anh đán cứ đi cà mau đã cô linh cũng khuyên con như thế mà mẹ phải biết là cô linh thương con lắm chứ không phải coi con như người khác đâu. Cô thương con vì cô bảo là chưa hề gặp một người nào có một cái số nó vất vả như con về đường tình duyên. Bà mơ cầm con dao nhỏ và củ cà rốt trong tay, nhưng trầm tư suy nghĩ rồi lại buông con dao xuống và ngẩng lên, dè dặt bảo con: "Chị dĩ nhiên là con phải đi cầu xin cha Trương biểu Diệp rồi. Ai cũng bảo là ngài linh thiêng lắm. Mẹ bây giờ thì mẹ không còn dám tin mấy cái lão thầy bùa thầy pháp nữa." nhớ lại gặp phải mà cái thằng phải gió như cái thầy bát bửu thì nhục nhã vô cùng nhưng mẹ hỏi con là con 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 có kể cho anh đán nghe về về cái số mệnh của con chưa hồng xua tay nhấn mạnh đời nào con kể mẹ con phải giấu chứ bà mơ thở phào tiếp Đây, đúng đi con ạ à, tuyệt đối đừng cho anh ấy biết nhé ngừng một chút bà hạ giọng tha thiết nói hay là mẹ bàn thế này ngày mai đó, con cứ rủ đán nó đi viếng mộ cha Trương biểu diệp nhưng mà trên đường đi đó con bàn với đán là cứ tiến hành thủ tục bảo lãnh con sang Mỹ càng sớm càng tốt Làm như là không có việc gì Chỉ có điều là con khéo giữ gìn, dứt khoát Không cho đán nó... nó... nó ngủ với con rồi Sang đến bên Mỹ rồi, muốn sao cũng được Hồng ngồi im không đáp lời mẹ Nàng thấy làm như vậy thì ác quá Mẹ nàng thì chỉ cần đi Mỹ là đạt mục đích Dù đán có chết cũng không sao Nhưng Hồng thì khác Giờ này tình yêu đã thực sự nảy nở trong lòng nàng vì đán quá tốt với mẹ con nàng. Nàng vừa yêu thương vừa quý trọng đán. Rồi vừa đặt chân tới Mỹ, nàng trở thành quá phụ ngay thì cũng đâu có sung sướng gì. Nàng bảo mẹ. Không được. Con làm như thế thì ái náy lắm. Con đi cầu cha Trương Biểu Diệp rồi con sẽ đi gặp lại cô Linh một lần nữa. Nếu vận số con không thay đổi được thì... Thì con không thể lấy anh đán được ừ khi mà nếu vận số con thay đổi được thì con mới dám lấy mẹ à. Bà mơ bút nhói vì quyết định cứng rắn của con. Bà vội phân trần. Ý mẹ muốn là biết đâu mình sang Mỹ, rồi số con nó thay đổi. Phong thủy địa lý, mỗi nơi nó mỗi khác chứ lại. Con, 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 con hay nói cái câu mà cây quyết rồng ở Giang Nam thì ngọt, đem sang Giang Đông thì nó chua. Con quên rồi à? Con ở đây thì số con trải qua 5 người đàn ông, nhưng sang Mỹ biết đâu nó bớt đi một hai người Hồng quả quyết chắc lại Thì dạo trước con còn nghi ngờ Chứ bây giờ thì con thấy rõ là cô Linh nói không sai Ăn thua là cô ấy thôi Hãy nghe nào cô ấy bảo là con lấy được chồng Thì con mới lấy Mẹ cứ nghĩ mà xem Anh Toàn thì chết đuối Anh Hải thì bị đụng xe Thầy bát bửu thì té lầu gãy cổ Cả ba người chết Lúc nào cũng ám ảnh con Có đêm con giận mình thức giấc Rồi không thể nào ngủ được nữa con con không muốn có thêm một người thứ tư cả hai mẹ con cùng im lặng một lúc sau hồng kể ừ, cô linh khuyên con nên rửa tội theo đạo chúa vì đạo chúa thì không sợ ma quỷ bà mơ nhất trí ngay gia đình bà vốn theo đạo phật nhưng giờ này bà không quan tâm đến bất cứ tôn giáo nào nữa miễn con bà thoát nạn để cưới đán là được rồi bà chưa kịp lên tiếng thì có tiếng điện thoại Hồng thò tay vào cái giỏ đặt trên kệ lấy cell phone và bảo mẹ. À, anh Đán gọi con mẹ ơi. Rồi nàng đưa điện thoại lên nghe và làm bộ hớn hở nói. À, anh hả? Anh Linh thật. Em với mẹ đang nhắc đến anh thì anh kêu đó. Đán hân hoan báo tin. Anh thuê xe xong rồi. Sáng mai mình đi. Em muốn mấy giờ anh lại đón? Anh, anh chưa biết nhà em. Anh đón ở nhà hay đón ở tiệm? Hồng Thành thật đát. Ở nhà em khó vào lắm. Em chờ anh ở ngoài tiệm khoảng... 8 giờ được không anh? Anh lái hay là thuê tài xế? Đán cười bảo, anh với em đã ký hợp đồng bất tương thân cho nên anh thuê luôn tài xế để em an lòng. Tiếng nói hồn nhiên của Đán làm hồng bốt nhói trong lòng. Đán cứ tưởng nàng là đứa con gái đứng đắn, chưa hề biết đến sự trung động với đàn ông. Nàng cảm động nói, Em cảm ơn anh, vậy sáng mai anh ghé tiệm đón em, 8 giờ em sẽ có mặt. Đán lưỡng lự một chút rồi hỏi, bây giờ em có bận gì không? hay là hay là anh chạy lại đưa em đi ăn tối nhân tiện xem em có cần mua gì cho chuyến đi ngày mai không bà mơ ngồi sát bên cạnh theo dõi mẩu đối thoại bà nhìn con hối thúc nhưng hồng bảo ờ, anh cho em xin lỗi đằng nào sáng mai mình cũng gặp nhau rồi ờ, đi cả hai ba ngày chứ đâu có ít em đang phụ mẹ làm mấy cái việc phạt ở quán lát nữa em về sửa soạn rồi mai gặp ăn đán hơi thất vọng nhưng cố tỏ ra bình thản nói vậy thôi để em làm việc anh đi ăn với thằng Vũ cũng được. Đán toàn cúp Phôn thì hồng lại thêm. À, nếu nếu anh không ngại lái xe thì khỏi thuê tài xế anh ạ, à. có người thứ ba khó nói chuyện lắm. Đán hăm hở đáp, anh cũng biết như thế, nhưng tưởng em cần có người thứ ba. Nếu vậy thì thôi, quyết định như, như thế đi, anh khỏi mướn tài xế, anh tự tay anh lái lấy. Gác phôn rồi, Hồng tiếp tục ngồi thử tại chỗ, suy nghĩ về thân phận mình, mặc dầu đã suy nghĩ quá nhiều mà chẳng giải quyết được gì. Hồng nhớ có lần than với cô Linh là định mệnh bất công quá, sao lại bắt nàng phải trải qua năm người đàn ông, trong khi có biết bao nhiêu cô gái khác ấm êm một vợ một chồng thì cô Linh bảo: Hàng loạt người bị chết oan vì động đất, sóng thần, bão lụt, chiến tranh, hàng triệu trẻ em mồ côi phải bới khoai bới sắn mà ăn, hàng triệu phụ nữ bị bán làm gái mãi dâm, họ còn oán trách định mệnh đến cỡ nào? Việc làm của thượng đế mà con người không thể hiểu nổi câu nói của cô Linh phần nào có tác dụng an nổi Hồng tuy vậy nàng vẫn cứ thấy buồn bà mơ thương con bảo thôi về đi con về nghỉ ngơi rồi sửa soạn đi lát nữa mẹ đóng cửa tiệm mẹ về sau Hồng cười buồn có gì đâu mà sửa với soạn mẹ có vài bộ đồ là xong đó mà tuy nói thế nhưng Hồng cũng đứng dậy và bảo thôi hay là con về trước đây con phải gọi đầu vì sáng nay đi gặp cô Linh dọc đường mưa ướt đẫm cả mái tóc Dứt lời Hồng cầm sâu chìa khóa và sách bóp ra cửa. Dù sao, nàng cũng phải chuẩn bị đôi chút để ngày mai lên đường với đán. Cuộc hành trình ba ngày với đán làm Hồng càng thấy đán đáng yêu hơn. Toàn ngày trước cũng có cái phong cách gần giống đán, nhưng không thể sánh được bởi dù sao Toàn cũng sinh ra và lớn lên trong nước. Đán đem những nét mới lạ, dù rất nhỏ nhặt từ Mỹ về mà chính đán không để ý, nhưng lại làm Hồng đôi lúc khá ngạc nhiên. Chẳng hạn khi lái xe đán rất tôn trọng luật giao thông khiến Hồng đôi lúc sốt ruột vì ở Việt Nam mà tôn trọng luật đi đường thì chắc cả ngày không đến nơi. Hoặc khi xe dừng ở ngã ba cái bè có con bé bưng một rổ mít tố nữ mời Hồng mua. Hồng chỉ lấy một trái nhưng đán thấy trời nắng quá mà con bé gầy gò khổ sở nên đán mua luôn cả rổ giúp nó. Hồng ngơ ngác hỏi Anh anh ăn bao nhiêu mà đòi mua cả giỏ Đán cười hiền hòa đáp Không ăn hết thì mình cho người khác. Hay là lúc đi dạo phố buổi sáng, Hồng mua cho đán gói bánh bông lan vừa nướng xong còn thơm phức. Ăn xong, đán lay hoay mãi không biết quăng mảnh giấy gói bánh vào chỗ nào vì tìm không thấy thùng rác hai bên đường. Anh lưỡng lựa một chút rồi vo tròn lại và nhét vào túi quần. Hồng nhìn đán ngơ ngác, đán bảo. <laughs> Các nước chậm tiến có một cái điều rất là giống nhau là vẽ bảng đề là cấm xả rác bừa bãi nhưng mà lại không đặt thùng rác cho người ta bỏ vào. Có chỗ thì đề là cấm phóng ô hết bừa bãi, nhưng lại không làm nhà vệ sinh công cộng. Hồng vốn là người hiếu học, nên rất thích thú những mẩu chuyện lặt vặt đáng kể về đời sống bên Mỹ. Sau khi viếng mộ cha Trưng biểu diệp và hết lời thành khẩn cầu xin, hai người ra thị xã thuê khách sạn, nhớ lời cô Linh, Hồng bỏ ý định đi châu đốc cầu bà chúa núi Sam. Nàng sẽ ở lại đây thăm mộ cha Trưng biểu diệp liên tiếp ba ngày rồi trở về Sài Gòn. Nàng không hiểu rõ nghi thức cầu nguyện bên đạo Thiên Chúa nên đưa mắt nhìn quanh, thấy người ta mua hoa, mua nến và bỏ tiền vào thùng từ thiện thì nàng cứ làm theo giống như mọi người, cả đán cũng thế. Hồng bảo anh làm gì, anh đều ngoan ngoãn làm theo. Ở văn phòng khách sạn, theo lời yêu cầu của Hồng, đán lấy hai phòng để không chung động với nhau. Nhân viên trực khách sạn nhìn hai người ngạc nhiên lắm, nhất là khi thấy passport quốc tịch Mỹ của Đán. Việt Kiều về chơi dẫn gái vào ô ten mà lại ngủ riêng. Đán hiểu nên cười bảo, đây là em gái tôi. Tuy ở riêng nhưng gần nửa đêm Đán cũng mò sang và thành thật bảo Hồng. Em cho anh nằm chung nói chuyện với em. Khi nào em buồn ngủ thì anh về. Hồng mặc bộ đồ ngủ cũ mua từ lần đi Vũng Tàu với Toản. Nhìn Đán âu yếm khẽ gật đầu. Lần đầu tiên hai người nằm bên nhau hồng vói tay tắt đèn ở đầu giường rồi xoay người nằm nghiêng gối đầu lên cánh tay đán trong tim hồng bồi hồi sống dậy cái cảm xúc lần đầu tiên nằm chung với toàn trong khách sạn ở vũng tàu để rồi đưa đến cái chết bất ngờ của người yêu ngay sau đó hồng lại nghĩ đến cô linh và dứt khoát dặn lòng không để cho cái bi kịch ấy tái diễn với đán nàng biết nàng nằm bên cạnh đán thì đán đang dạo rực lắm anh xoay người ôm ghì lấy Hồng, lùa một đoàn tay vào trong lưng áo, xoa nhẹ trên lưng Hồng. Hồng khẽ đẩy ra và nói: "Anh kể chuyện cho em nghe đi, em sắp buồn ngủ rồi." Đán hiểu ý, rút tay ra khỏi lưng áo Hồng và cười bảo: "Vậy là em ăn gian. Trong hợp đồng làm gì có cái điều khoản không được xoa lưng." Hồng buồn muốn khóc vì không thể chiều ý Đán, trong khi Đán đang đem lại cả một tương lai rực rỡ cho mẹ con nàng hồng úp mặt vào ngực đán và đổi đề tài bảo ừ, em tính thế này mình ở lại đây ba ngày ngày thứ ba đi viếng mộ sớm rồi về thẳng sài gòn hồng đề nghị bất cứ điều gì đán đều không phản đối anh dịu dàng bảo thôi em ngủ đi anh nằm luôn đây với em anh hứa sẽ giữ đúng hợp đồng em cứ an tâm ngủ đi nằm với em như thế này là anh đã thấy hạnh phúc lắm rồi hồng không nói gì nữa quàng cánh tay qua ôm kỳ lấy vai đán và cố ngăn dòng lệ vì không muốn Đán biết nàng đang quá xúc động. Đán bảo, anh còn ở lại Việt Nam hai tuần lễ nữa. Nhân tiện anh đang đang mướn xe. Em có muốn mình đi đâu xa không? Vũng Tàu, Đà Lạt hay là ra Hà Nội? Đi đi, mai kia sang Mỹ em sẽ bận học liên tục. Mấy năm đầu chắc là không về được đâu. Hồng đang đứt ruột về tương lai của mình. Phải giết thêm hai người đàn ông nữa mới lấy được đán. Mà tội nghiệp đán quá, Đán chẳng biết gì cả, cứ vẽ ra những ngày êm đềm sắp tới khi hai người sống bên nhau, càng tội nghiệp hơn khi Đán tưởng Hồng vẫn còn con gái, đứa con gái đứng đắn nhất định không gần người yêu trước khi cưới. Hồng nói: "Thôi anh à, em chả muốn đi đâu xa vì tiệm cơm lúc này càng ngày càng đông, để một mình mẹ thì vất vả quá." Đán ngắt lời: "Thế sao anh đề nghị đóng cửa luôn mà em không nghe?" Hồng thở dài đáp: "Em cảm ơn anh." Em có nói nhưng mà mẹ vẫn còn lưỡng lự. Đán nhắc lại. Anh còn ở bên này 2 tuần nữa. Theo chương trình thì tuần này này, tuần này này là Vũ nó rủ anh ra Hà Nội đi thăm vịnh Hạ Long và một số thắng cảnh ngoài ấy. Ngày xưa thì còn chiến tranh, đâu có nhìn được đất nước. Bây giờ hòa bình rồi anh cũng muốn đi một vòng đất Bắc. Nếu em đồng ý đi với anh thì anh sẽ hủy bỏ chuyến đi với Vũ. Dĩ nhiên Hồng rất muốn đi với Đán bởi đi bên Đán chẳng những là niềm vui mà còn là niềm hãnh diện vì đán rất lịch sự. Nhưng chỉ có một điều làm Hồng ngại là nếu cứ trung động gối chăn như thế này thì biết đâu hoặc nàng yếu lòng chiều đán hoặc đán nhịn không nổi ép buộc nàng như hại thì vô tình Hồng sẽ giết đán. Cho nên tạm thời Hồng bảo Thôi anh cứ đi với Vũ tuần này đi. Đằng nào anh cũng hứa với người ta rồi. Anh mà không đi đó. Ờ, Vũ chút hết mọi tội lỗi lên đầu em tuần này anh đi với vũ đi còn cái tuần cuối cùng anh dành cho em trước khi anh về mỹ là được rồi đán hài lòng nói em tính như vậy cũng được nhưng chớ có đổi ý đấy em mà làm anh thất vọng chuyến này về anh ở mỹ luôn không quay về đây với em nữa hồng vẫn úp mặt vào ngực đán và bảo <laughs> anh cứ lo thân anh trước đi em chỉ sợ ra anh ra hà nội gặp mấy cô gái ngoài đó anh sẽ quên em liền con gái ở ngoài bắc nói chuyện khéo lắm đán cười bảo <cười> em cũng bắc kỳ vậy em cũng khéo nói vậy Hồng lật người nằm ngửa lên và nhấn mạnh <laughs> nhưng mà em là bắc kỳ mất gốc vì em sinh trong nam hai người tiếp tục thủ thủy nói chuyện những chuyện vớ vẩn nhiều khi chả có đầu có đuôi gì cả cho đến lúc đán mệt mỏi ngủ thiếp đi Hồng vẫn còn tỉnh táo vì không tài nào quên được nỗi buồn định mệnh ba hôm sau một buổi tối ăn cơm xong, Hồng vào ngồi trước máy vi tính theo thói quen sau một ngày bận bịu ngoài tiệm cơm. Bà mơ có việc sang nhà hàng xóm, Đán đã lên đường ra Bắc từ sáng hôm qua và nhớ lời Hồng dặn, đi đến đâu, Đán cũng gọi về. Hồng mở email ra đọc, Quyên vừa gửi cho nàng và bạn bè mấy bức hình chụp ở đám tang của Hải. Hồng thở dài nhìn lại lũ bạn thân cùng lớp, từ nay chắc rất ít khi gặp nhau. Nổi bật nhất trong hình là người mẫu đào kim nguyên người yêu cũ của hải chính hải đã đưa kim nguyên vào thế giới người mẫu để rồi nhờ đó kim nguyên có cơ hội trở thành vợ bé của đại gia kim nguyên xuất hiện ở đám tang từ trang phục cho đến cặp kiếng mát chanel ai cũng trầm trồ hồng càng chú ý đến uyên hơn trong một bức hình khác chụp uyên đứng cạnh chiếc xe hơi mới mà đại gia hoàng lang mua cho uyên hồng nghĩ làm vợ bé như kim nguyên thì cũng xứng đáng vì theo quyên kể thì đại gia Hoàng Lang rất thương và chiều Kim Nguyên Thậm chí ông còn thản nhiên đem Nguyên về nhà Đối mặt bà vợ lớn mà không hề có một chút mặc cảm Trái lại bà vợ già mà than phiền là ông lớn tiếng quát mắng ngay Rồi lấy cớ bỏ đi luôn mấy ngày sang ở với Nguyên Hồng chưa biết mặt ông Như cứ như quyên tả thì ông mới ngoài 50 và dáng dấp khá lịch sự Dĩ nhiên Hồng không mong cuộc sống như Kim Nguyên nhưng cũng mừng cho bạn không đến nỗi phải ôm cầm những chiếc thuyền mục nát chỉ vì đồng tiền nhìn hình uyên một lúc hồng bỗng nảy ra một ý nghĩ táo bạo nàng lục số phone của kim uyên trong sổ và gọi cho uyên là người mà hồng rất ít giao dịch từ ngày uyên bỏ lớp đi làm người mẫu lúc ấy uyên đang ngồi trên lòng đại gia hoàng lang cùng coi phim bộ trong căn biệt thự ông dành riêng để làm tổ ấm cho hai người hoàng lang dạo này lên cân nhiều vóc người đẫy đà lúc ngồi mới thấy bụng to quá khổ mấy năm nay ông bị cao máu bị mỡ trong máu nhưng nghề nghiệp và địa vị bắt ông phải tiệc tùng liên miên rượu bia uống thay nước không kiêng cữ được mà lại lười tập thể dục thành ra thân thể càng ngày càng phồng ra uyên đã vài lần nhắc nhở nhưng ông chỉ cười bảo <cười> làm to thì người nó cũng phải to theo cho nó bệ vệ chứ Mỗi tuần ông chia thời khóa biểu đều đặn Bỏ bà vợ già ở nhà sang đây hưởng lạc thú với Uyên Ít nhất ba đêm Chưa kể cuối tuần Lâu dần thành thói quen Vợ ông không dám cằn nhằn nữa Vì sợ ông bỏ đi luôn Uyên tin rằng sớm muộn gì Ông cũng sẽ ly dị để lấy Uyên Cho nên tạm thời hễ giới thiệu với ai Uyên cũng gọi Hoàng Lang là ông xã Nghe tiếng phôn reo Uyên đứng vội dậy Lại bàn ăn Cầm điện thoại lên và ngạc nhiên quay nhìn ông Lang lẩm bẩm Ủa? Bữa nay trời sắp mưa hay sao mà con nhỏ này nó gọi mình ta. Ông Lang hững hờ hỏi chắc có chuyện. Con nhỏ nào? Uyên không đáp, áp điện thoại vào tai và nói: "Alo. Hồng, Hồng cơm tấm phải không? Mày gọi cho tao thì chắc là tao sắp trúng số rồi. Có chuyện gì không mày?" Hồng thản nhiên đáp: Ờ thì có cái gì đâu. Tại con Quyên nó mới chuyển cho tao mấy tấm hình chụp hôm đám ma anh Hải. Bữa đó gặp mày nhưng mà đâu có nói chuyện được." thành ra hôm nay tao gọi thăm hỏi thăm thôi trong hình mày đẹp quá uyên mừng vì lời khen của hồng nhưng cũng hỏi lại trong hình thì tao đẹp còn ở ngoài thì mày đẹp hơn phải không hồng cười thoải mái đáp <laughs> tao là con bé nhà quê làm sao mà sánh với mày được uyên kéo ghé ngồi xuống bàn ăn hoàng lang cầm remote control chỉnh âm thanh tv cho nhỏ xuống để uyên nói chuyện uyên bảo cả năm mày không có liên hệ gì với tao hết bữa nay mày kêu Chắc không phải là hỏi thăm không đúng không Mày cần gì cứ nói Hồng thấy rõ con bạn hiền lành năm xưa Giờ này rất dày dạn kinh nghiệm trường đời Hồng nói Mày giỏi Mặt non khờ mà thông minh cực kỳ Thiên hạ nói người đẹp thường thì ngu Mày đẹp sao mà mày khôn vậy Uyên hờ một tiếng rồi đáp ừ, Xưa nay mày có bao giờ khen tao đâu Sao bữa nay rộng lượng thế Cần gì thì có nói mẹ ra đi Hồng tắt nụ cười nghiêm trang nói Tao đang kẹt tiền Uyên ngắt lời Biết ngay mà Mày vốn là đứa tự ái cao bằng trời Vậy mà bữa nay hỏi mượn tiền tao Thì chắc là mày kẹt thật Cần bao nhiêu Nhiều thì tao không có đâu Mặc dầu không có ai bên cạnh Hồng cũng hạ giọng nói nhỏ hơn à, Tao tao không có hỏi vay tiền mày Uyên hồi hộp ngắt lời lần thứ hai Biết rồi Mày cần tao giới thiệu cho mày đại gia đúng không Giống như tao Đúng chưa Hồng im lặng không đáp Uyên vui vẻ bảo Bưng cơm tấm mỏi tay mà thu nhập chẳng có bao nhiêu phải không? Thời buổi này, hồng nhan bạc triệu, đẹp như mày, mà chỉ lượng bạc các thì chán chết. Báo tin mừng cho mày biết nhé. Mày gọi tao bữa nay đúng lúc lắm đấy. Anh Lang đang cần tìm một người đẹp để giới thiệu cho sếp của anh ấy. Hồng ngơ ngác hỏi lại. Ừ anh Lang nào? Nguyên đưa mắt nhìn Hoàng Lang rồi nhăn mặt gắt nhẹ. Anh Lang là ông xã tao chứ còn Lang nào? Vậy là chắc mày chưa gặp ông xã tao bao giờ. Tao nói thật nha, một người đẹp như mày mà lại con nhà lành thì đại gia nào nó cũng mê hết nhưng mà anh trọng sếp của anh lang á thì cũng thuộc cái loại người mà mày không chê để vào đâu được hồng tò mò hỏi à, nhưng mà ông ấy có vợ con gì chưa nguyên phì cười hôm nay tiếp chuyện hồng nguyên phấn khởi lắm nói gì thì nói làm vợ bé thiên hạ trong thâm sâu đôi lúc cũng thoáng thấy mặc cảm phạm tội vì phá hoại hạnh phúc của người đàn bà khác Bây giờ có thêm Hồng làm đồng minh Tự dưng Uyên cảm thấy mình nhẹ tội hơn một chút Uyên gắt nhẹ Con này Mày cứ có cái tật hỏi ngớ ngẩn Hơn 50 tuổi mà không nhẽ chưa có vợ Nhưng mà mày chỉ cần biết ông ấy thôi Quan tâm làm gì đến vợ con người ta Nói dứt câu Uyên đưa mắt nhìn ông Lang như hỏi ý Ông nhìn lại và gật đầu lia lịa Uyên lại thêm Anh Trọng tuy ngoài 50 nhưng mà trẻ trung lắm Không thua gì ông xã tao đâu xưa nay á anh ấy vốn là người chân trị hạt bột, chả biết ăn chơi là gì. gần đây mới ngỏ ý muốn bắt chiếc ông xã tao, có đều là anh ấy kén lắm đấy nhá. Mày là người đầu tiên đấy. Điều này thì Uyên nói thật lòng. Ông võ Đức Trọng, giám đốc ngân hàng phát triển thương nghiệp, người miền Trung, tuổi cũng sắp xỉ Hoàng Lang, giám đốc và phó giám đốc làm việc ăn ý lắm, vì cả hai cùng cần nhau. Ông Trọng tuy có bằng tiến sĩ kinh tế nhưng kiến thức rất kém vì mảnh bằng đó đàn em thi dùm. Về mặt chuyên môn thì Hoàng Lang thạo việc và nhất là liều lĩnh hơn đàn anh rất nhiều. Nội việc cho vay bừa bãi để lấy tiền hoa hồng và tiền đút lót cửa hậu, Hoàng Lang đã làm giàu cho đàn anh rất nhanh. Vì vậy việc gì giám đốc cũng đùn cho phó giám đốc và nhiệm vụ của giám đốc chỉ là nhắm mắt ký tên và ngậm miệng ăn tiền mà thôi tuy khả năng chuyên môn trội vượt hơn như thế nhưng hoàng lang không bao giờ xa gần có thái độ coi thường xếp bởi xếp là đảng viên lâu năm là chỗ dựa tối cần cho hoàng lang mà trong tương lai có khi phải nhờ cậy duy có điều hoàng lang thường than phiền là về mặt tình cảm xếp sống khô khan quá quanh năm cơm nhà quà vợ hoàng lang muốn xếp đổi món không lấy vợ bé thường trực như hoàng lang thì lâu lâu cũng nên hẹn hò chớp nhoáng theo kiểu mì ăn liền cho cuộc đời thêm sắc màu. Các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng bây giờ cũng năm thê bảy thiếp, chứ đâu có còn khắc khổ như thời kinh tế bao cấp. Hoàng Lang thường chấn an xếp như thế và xếp chỉ cười không nói gì. Thật tình thì xếp cũng ham lắm nhưng chưa quen bởi vẫn còn sợ vợ. Nghe Hoàng Lang tỉ tê mãi, xếp mới siêu lòng và gợi ý Hoàng Lang tìm giúp cho một người đẹp tầm cỡ tương đương như Uyên. Hoàng Lang đem ý này bàn với Uyên. Uyên sốt sáng lắm Cố tìm người để lấy lòng xếp dùm cho chồng Nhưng chưa dụ được ai Thì trời đất run rủi Hồng lại phôn tới Tự nạp mạng Uyên mừng lắm bảo Hồng Thôi bây giờ như thế này ha Tao cho anh trọng số di động của mày Anh ấy sẽ gọi mày trực tiếp Rồi tùy mày thu xếp với anh ấy ha Hồng nghiêm trọng nói Điều cần nhất là mày phải kín mồm nhé Giữ hộ tao Mẹ tao mà biết được chắc mẹ tao tự tử, tử, đó Uyên cũng nghiêm túc đáp lại Hơi giời ơi, khói giận Chả lẽ tao khai ra Mày cứ yên trí Hồng lại dặn thêm Nhưng mà tao Tao không thể đi cả đêm được như mày đâu Ban ngày thôi Trốn tiệm vài tiếng Vài tiếng được không Uyên nói như reo Trời ơi Như thế thì đúng Trời sắp đặt rồi Anh chồng anh cũng đâu có như ông xã tao được Anh ấy chỉ lén vợ vài tiếng ban ngày thôi Hồng lưỡng lự một chút rồi hỏi Nhưng mà Giá cả thường thì là bao nhiêu Uyên đáp ngay Lần đầu thì mày nên đòi 500 đô nhưng mà không mày để ông xã tao nói dùm cho Mày khỏi đòi Đẹp như mày thì tối thiểu là phải lấy 500 Nè nè Cái ngày hẹn anh Trọng á Nhớ mặc quần jean nha Chân mày dài Thẳng Lại có mông Mặc quần jean cho nó hấp dẫn Hồng nhắc lại Nhưng mà tao Tao xin mày một điều là tuyệt đối không cho ai biết nhé Mày không thương tao Thì cũng nên thương mẹ tao Cả đời hy sinh vì tao Uyên lớn tiếng thể thốt Rồi dặn dò thêm vài kinh nghiệm nữa Cuối cùng Uyên an lòng cúp phôn và hân hoan bước lại ngồi xuống bên Hoàng Lang, hăm hở kể công. Anh Trọng mà vớ được con Hồng thì kể như trúng số lớn. Chẳng bao giờ em ngờ là nó dám bước chân giống như là em. Con nhà lành, đẹp nhất lớp. Chỉ biết học rồi phụ mẹ bán cơm tấm. À, chả hiểu tại sao bỗng dưng lại muốn đổi đời. Sự thực thì Hồng có muốn đổi đời đâu. Năm chiếc quan tài hiện ra trong cái chai thủy tinh của cô Linh, Hồng đã có được ba, giờ còn hai cái nữa. Hồng muốn thử xem sau chuyến đi Cà Mau kết quả cầu xin của Hồng đã được đáp ứng hay chưa. Nghĩa là ông trọng nào đó mà Uyên giới thiệu sẽ là một trắc nghiệm cụ thể. Hồng sẽ ngủ với ông. Nếu ông chết, tức là cuộc đời Hồng chưa có gì thay đổi. Còn nếu ông sống, có nghĩa là cha Trương Bửu Diệp đã làm phép lạ cho Hồng. Uyên không hiểu điều thầm kín này, cho nên cứ hãnh diện kể công với Hoàng Lang vì đã tìm được cho sếp của Hoàng Lang một người xứng đáng. Uyên nói Đây này, anh ghi cái số di động của con Hồng Rồi anh gọi cho anh Trọng đi Nhiệm vụ của em đến đây là xong rồi Anh anh nói với anh Trọng là trả cho con Hồng 500 đô Mỹ Vì đây là lần đầu Nào, Không có dễ gì gặp một đứa như nó đâu nha Cũng nói luôn với anh Trọng là Con nhỏ này nó không có đi qua đêm được Vài tiếng đồng hồ ban ngày thôi Hoàng Lang gật đầu đáp Vài tiếng cũng đủ chết rồi Em ghi số phone của nó Để trên bàn cho anh Sáng mai anh sẽ đưa cho anh Trọng giờ này gọi thì không tiện là vì anh ấy đang ở nhà với vợ con về phần hồng cúp phôn rồi nàng đứng dậy bước ra ban công đầu óc quay cuồng tim đập dồn dập không rõ việc mình vừa làm là đúng hay sai trong một phút liều lĩnh hồng quyết định thử thêm một người đàn ông nữa xem số mệnh của mình đã thay đổi chưa tuy mọi điều cô linh tuyên đoán đều đúng cả nhưng hồng vẫn còn một chút hy vọng mong manh là vận hạn của mình có thể đã chuyển hướng Nhất là sau khi xuống Cà Mau cầu xin cha Trương biểu diệp Giả như số phận vẫn chưa thay đổi Thì ông giám đốc ngân hàng sẽ là chiếc quan tài thứ tư Và Hồng chỉ cần giết thêm một người nữa Là có thể an vui sống bên đán trọn đời Sáng hôm sau Hồng dậy sớm hơn thường lệ Mặc dù cả đêm nàng giật mình thức giấc đến mấy lần Nàng đã toan gọi điện báo cho Uyên biết là nàng đổi ý không muốn gặp ai nữa Nhưng trần chờ mãi Hồng lại thôi vừa phụ mẹ làm bếp vừa bưng cơm cho khách hàng Hồng vừa đăm chiêu suy nghĩ đến độ có lúc quên cả món ăn hay thức uống của khách khoảng hơn 9 giờ thì có tiếng phôn reo dù đã đoán trước Hồng vẫn giật mình và toan không trả lời vì đầu óc đang rằng co hỗn độn nhưng bà mơ lên tiếng nhắc sao không uh, bắt điện thoại đi con nhớ đá nó gọi thì sao Hồng bước lại sau quầy cầm điện thoại lên nhưng màn ảnh không hiện tên người gọi. Hồng dè dặt đưa lên nghe và đúng như Hồng đoán, đầu dây bên kia là giọng đàn ông, đứng tuổi tự giới thiệu. Hồng phải không? Anh là Trọng đây. Hồng đưa mắt lấm lét nhìn mẹ rồi đi nhanh ra hẳn ngoài hiên. Đến nước này thì muộn mất rồi. Hồng muốn đổi ý, lẽ ra Hồng phải nói ngay cho Uyên biết từ sáng sớm. Chứ bây giờ ông Trọng đã có số phone của nàng, thì kể như lỡ hết rồi, không trả lời, Ông sẽ cứ gọi mãi để quấy rầy thì còn khổ hơn. Chả thà gặp một lần cho xong." Nghĩ thế, Hồng chớp mắt, nén tiếng thở dài đáp, "Vâng, à, em là Hồng đây." Đầu dây bên kia giọng nói rất lịch sự, nhẹ nhàng tiếp, "Anh nghe Uyên nói nhiều về em, anh rất hân hạnh được quen với em. Trưa nay em cho anh gặp được không?" Hồng hỏi lại, "Ờ à, dạ thưa, mấy giờ uh, gặp ở đâu thưa anh?" Người đàn ông đã chuẩn bị sẵn nên nói ngay Em lại ngã tư Lê Lợi Và Nam Kỳ Khởi Nghĩa Anh sẽ đón em ở đó Anh mặc sơ mi trắng, quần xanh dương Anh thắt cà vạt à, Sập màu nước biển Em đi taxi cho tiện Anh sẽ hoàn lại tiền cho em Bây giờ là hơn 9 giờ Hẹn em 12 giờ, được không? Hồng nói được rồi vội vàng cúp máy Nàng quay vào tiệm ăn Bà mơ giật mình nhận ra nét mặt nhợt nhạt của Hồng Làm bà thoáng lo âu Bà hỏi Ai vậy con? Có phải anh Đán không? Hồng đáp cho xong chuyện. À, không không, con con Trang, à, nó, nó nó báo tin nó đi lấy chồng, chắc chắc mẹ chả nhớ nó đâu. À, anh Đán thì gọi con sáng nay rồi. À, mẹ sao mà tự dưng con con chóng mặt quá, chắc chắc phải đi bác sĩ. Bà mơ vội dục. Ừ đấy nhìn cái mặt mày nó cứ nhợt nhạt làm sao á, chắc là trúng gió rồi. Một là đi bác sĩ, không thì về nhà nằm nghỉ đi con. Mẹ coi tiệm một mình được rồi. Hồng nhìn mẹ ái ngại nhưng lỡ hẹn người ta rồi, nàng đành phải về chuẩn bị để đến điểm hẹn. Người đàn ông vừa nói chuyện với Hồng thật ra không phải giám đốc ngân hàng Võ Đức Trọng, mà chính là phó giám đốc Hoàng Lang, người mà Uyên vẫn gọi là ông xã. Nghe Uyên nói về Hồng, Hoàng Lang bề ngoài cố tỏ ra hờ hững, nhưng thật sự trong lòng nổi sóng cuồn cuộn. Đẹp nhất lớp mà lại con nhà lành, chưa đặt chân vào cõi giang hồ lần nào bấy nhiêu chi tiết có sức quyến rũ lạ lùng mà Hoàng Lang không thể bỏ qua được. Rất may cho ông là Hồng và ông chưa hề gặp nhau bao giờ bởi cả năm nay Hồng không giao dịch với Uyên. Tối hôm qua nghe Kim Uyên ca ngợi Hồng, Hoàng Lang mắt vẫn nhìn lên màn ảnh TV làm bộ thản nhiên hỏi Kim Uyên. Hồng là đứa nào? Anh đã gặp nó bao giờ chưa em? Em cũng biết anh Trọng là sếp của anh đấy. Đừng có giới thiệu người vớ vẩn, anh ấy sẽ trách là mình coi thường anh ấy. Kim Nguyên tròn mắt nhấn mạnh. Vớ vẩn là như thế nào? Con Hồng nó còn đẹp hơn cả em nữa đó. Rồi Kim Nguyên vẫy tay bảo Hoàng Lang. Ông xã, lại đây. Quên, em không mở laptop cho anh coi hình nó. Hình này thì nó cũng không có đẹp lắm đâu. Là vì chụp hôm năm ma à, anh của con Quyên. Đây này, ông xã, lại đây mà coi. Vừa nói Kim Nguyên vừa mở computer, Hoàng Lang từ từ bước lại đứng sau lưng Kim Nguyên. Nhìn Hồng đứng bên cạnh mấy cô bạn trong lớp Trong đó có Kim Nguyên Hoàng Lang càng thấy dạo dực ngây ngất Và ý định chiếm đoạt Hồng càng thôi thúc trong lòng Hoàng Lang điềm tĩnh gật đầu nói Ừ coi cũng được nhưng sánh làm sao được với em Kim Nguyên đập vào vai Hoàng Lang và cười bảo Anh ấy nha Chỉ được cái tài khéo nịnh Tại vì nó ít son ít phấn Ít ăn diện Chứ lọt vào một tay đại gia hào phóng như anh ấy Thì nó đâu có thua gì em đâu Hoàng Lang quay trở lại sofa Và cãi Anh nói thật mà Con nhỏ ấy thì chỉ được cái mặt mũi non hiền lành Chứ bảo đẹp thì Cũng không hẳn là đẹp Nhưng với anh Trọng ấy, Thì như vậy là tốt rồi Quanh năm ăn cơm Lâu lâu mới ăn quà Thì quà này là nhất rồi Thôi để sáng mai anh bảo anh ấy gọi ngay cho nó Kim Nguyên cẩn thận nhắc. Anh anh nói anh trọng là gọi liền đó nha, đừng để nó đổi ý. Hoàng Lang gật đầu rồi nói lảng sang đề tài khác, làm như ông đã quên Hồng rất nhanh. Cả đêm thao thức bên Kim Nguyên, sáng nay Hoàng Lang dậy sớm tắm rửa sạch sẽ, xịt nước hoa Chanel đầy người rồi hân hoan đi làm. Kim Nguyên vẫn ngủ vùi trên giường vì tin rằng muốn giữ nhan sắc thì phải ngủ càng nhiều càng tốt. Cô nằm nghiêng, chỉ mặc có cái quần lót trắng nhỏ cặp chân dài hơi co lên đưa cái mông ra ngoài lớp chăn mỏng. Hoàng Lang đứng nhìn một chút rồi lặng lẽ bước ra cửa. Ông nhớ những ngày đầu mới gặp Kim Nguyên, ông cũng đã trải qua cái cảm giác dạo dực như đang có hiện nay khi sắp lên giường với Hồng. Tới ngân hàng, Hoàng Lang gặp sếp ngay ở hành lang, vốn có tật giật mình, Hoàng Lang lúng túng phân trần. Giấy tờ nhiều quá. Hôm nay tôi phải giải quyết cho xong vụ công ty Hải Long mượn vốn đầu tư. Chưa kịp báo cáo với anh Công ty Hải Long đòi vay tới 50 tỷ Nhưng mình chỉ nên thuận cho nó 30 tỷ thôi Thủ tục giấy tờ làm xong Tôi sẽ trình anh duyệt và ký cho to. Giám đốc trọng dễ dãi gật đầu Và dễ mau vô phòng riêng Hoàng Lang cũng vô phòng mình Và để đỡ sốt ruột Ông mở laptop nhìn lại Hồng Trong mấy tấm hình ông đã chuyển từ computer của Kim Nguyên Sang máy của ông Ông hồi hộp nhìn đồng hồ Thư ký chưa đến ông tự pha cho mình tách cà phê bưng lại bàn và tiếp tục lim dim chiêm ngưỡng hồng trên màn ảnh nhỏ. Đúng 9 giờ, Hoàng Lang mới moi túi lấy ra mảnh giấy nhỏ của Kim Uyên ghi số phone của Hồng. Ông thở mạnh rồi ấn số gọi cho nàng. Tất nhiên nay mai ông sẽ giới thiệu Hồng cho sếp, nhưng tạm thời ông dằn lòng không được nên phải hưởng trước và món tiền 500 đô trả cho Hồng là cái giá quá nhỏ đối với ông. Ông nâng ly cà phê nhấp một ngụm lớn rồi sực nhớ ra một điều rất giản dị mà đầu óc ông lúc nãy bị lú lẫn chỉ vì hình ảnh quá quyến rũ của Hồng. Hẹn hò với Hồng, ông tự nhận là giám đốc võ Đức Trọng. Như thế thì làm sao ông còn có thể giới thiệu Hồng cho sếp của ông được nữa? Chẳng những sẽ lộ tẩy với sếp mà nhất là với Kim Nguyên. Kim Nguyên sẽ làm ầm ĩ lên chứ đời nào để yên cho ông vui thú bên cạnh Hồng. Bất giác ông thở dài nhìn đồng hồ một lần nữa rồi tặc lưỡi tự bảo. Kệ mẹ nó, đến đâu hay đến đó. Điều này thì ông nói thật lòng, bởi ông vốn là người nhẫn tâm, cùng lắm thì đuổi Kim Nguyên đi, thay bằng cô gái khác, chứ có gì phải lo âu. Rồi để đỡ bận tâm, ông mở cửa phòng, thò đầu ra, bảo cô thư ký. Có giấy tờ gì thì cô mang hết vào đây cho tôi giải quyết. Trưa nay tôi phải đi họp trên bộ, chắc độ 3-4 giờ tôi mới về. Cô thư ký Bưng chồng hồ sơ vào đặt trên bàn rồi gión rén quay ra khép cửa lại. Hoàng Lang cố gắng tập trung đọc văn thư, nhưng đầu óc cứ quay cuồng mường tượng ra hình ảnh của Hồng mà ông đoán là đẹp hơn cả Kim Nguyên, không đẹp thì ít ra cũng lạ. Ông nhớ lời khuyên dặn Hồng, "Này, mày có mông, chân thẳng nên mặc jean cho nó hấp dẫn nhé." Câu nói ấy làm ông hình dung ra thân hình của Hồng chắc phải hấp dẫn lắm. Sực nhớ ra chuyện quan trọng, ông gọi phone lấy phòng khách sạn gần nhất. Ô tên này lúc nào cũng dành cho ông sự ưu đãi đặc biệt, có khi không lấy tiền phòng bởi từng vay tiền của ngân hàng của ông để tu bổ. Hôm nay mặc dầu Uyên đi vắng, ông cũng không thể đem hồng về nhà được bởi tràn ngập hình ảnh của Uyên ở đó và ông sẽ lộ tông tích ngay, dù sao vào khách sạn cũng vẫn thấy thú vị hơn. Ông ngồi giải quyết giấy tờ khoảng 2 tiếng đồng hồ thì lững thững đi ra cửa, nhìn cô thư ký và nhắc lại ai hỏi cứ nói là tôi đi họp trên bộ rồi ông thả bộ ra phố nhìn đồng hồ thấy còn quá sớm ông ghé quán giải khát gọi ly cà phê đá nhâm nhi cho qua thời gian bỗng có tiếng phôn reo làm ông giật bắn người lên vì tưởng là hồng gọi mỗi ngày hoàng lang nghe hàng chục cú phôn nhưng giờ phút này ông hồi hộp lắm chỉ sợ hồng đổi ý không vào khách sạn nữa ông lật đật lôi cái phôn trong túi ra và thở vào vì người gọi là kim uyên Uyên Bảo: Ông xã, em cần tiền mua sách và vài thứ lặt vặt cho hai đứa em của em. Hoàng Lang đang yêu đời nên vui vẻ ngắt lời: Chuyện nhỏ, em cứ mua cho chúng nó đi, chiều nay về anh hoàn lại cho em, anh anh còn hoàn lại gấp đôi cũng được. Kim Nguyên mừng rỡ cám ơn sự cốp máy. 12 giờ trưa Hoàng Lang đến chỗ hẹn thì thấy Hồng vừa xuống taxi đưa mắt nhìn quanh, dù chưa gặp lần nào ông cũng nhận ra ngay bởi đúng như lời uyên tả hồng mặc xuyên trang điểm sơ sài nhưng rất hấp dẫn hoàng lang băng nhanh qua đường tới trước mặt hồng và nói hồng phải không anh là trọng đây hồng hơi giật mình vì lần đầu tiên trong đời hẹn với người chưa quen cũng may ông ta không già lắm như nhiều đại gia mà hồng thường thấy đi bên cạnh những cô gái thật trẻ đẹp nàng gật đầu nói nhỏ à, à, em chào anh hoàng lang vào khách sạn hoa sen cũng gần đây thôi đi bộ được 10 phút. Hồng lấy mắt kính đen đeo vào rồi ái ngại bảo ừ, em hẹn anh lần đầu mà chắc cũng là lần cuối em sợ gặp người quen lắm à, anh cứ đưa cái địa chỉ khách sạn đây rồi cho em số phòng anh đi trước đi em sẽ đến sau Hoàng Lang thông cảm nói không phải chỉ có em lần đầu anh cũng là lần đầu em tính thế cũng được nhưng anh chưa biết số phòng anh lại lấy chìa khóa đã rồi anh sẽ gọi điện cho em hồng gật đầu nàng vẫn tưởng nàng đang đứng nói chuyện với giám đốc võ đức trọng nên nàng cũng tin đây là lần đầu ông phá lệ đi chơi như lời uyên kể và vì vậy hồng không cảm thấy sợ hãi lắm về mặt bệnh tật hoàng lang vội vã quay bước hồng cũng đi theo nhưng từng bước rất chậm cố ý cách xa người đàn ông xa lạ nàng làm bộ nhìn vào những cửa tiệm bên đường và có lúc muốn đổi ý vẫy taxi bỏ về vì thấy việc này liều lĩnh quá chẳng những liều lĩnh mà còn tàn ác nữa bởi biết đâu người đàn ông đứng tuổi này chẳng chết thảm sau cuộc mây mưa với nàng rằng co mãi trong đầu nhưng hồng vẫn bước đi cho đến lúc nghe tiếng phun của hoàng lang thông báo số phòng thì hồng đã tới trước cửa khách sạn biết hồng là con nai tơ lần đầu đi hoang hoàng lang dặn dò tỉ mỉ Em bước vào cửa khách sạn, không cần phải gặp ai. Nhìn phía tay trái sẽ thấy thang máy. Em vô thang máy, lên phòng 328. Anh chờ ở trên đó. Hồng vẫn mang mắt kiếng đen, lấm lét nhìn quanh hai bên đường, rồi đi nhanh vào tiền sảnh khách sạn. Nàng cúi đầu rẽ trái, tiến lại phía thang máy đúng như lời Hoàng lang dặn. May quá không gặp ai. Hồng thở phào, men theo hành lang tới trước cửa buồng 328 và đưa tay gõ cửa. Trong phòng Hoàng Lang đang đi tới đi lui Nóng lòng chờ đợi Dù đã gặp gỡ biết bao nhiêu cô gái trẻ Mà hôm nay Hoàng Lang vẫn thấy hồi hộp khác thường Cái hồi hộp có lẽ xuất phát từ hai lý do Trước hết vì Hồng là bạn của Kim Uyên Và thứ hai vì Hoàng Lang cướp Hồng từ trong tay đàn anh Võ Đức Trọng Vừa nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ Hoàng Lang lao ngay ra Xoay nắm cửa mắt láo liên như đang ăn trộm Hồng nói nhỏ em Em chào anh Nàng nhìn lại Hoàng Lang một lần nữa Thấy ông ta cũng không đến nỗi rùng rợn như nhiều lão già khác Mà báo chí thường mô tả Mỗi khi nhắc đến các đại gia mê đảo nhí ở tuổi xế bóng Hoàng Lang vẫn mặc sơ mi bỏ trong quần Chỉ mới tháo ra cái cà vạt máng trên sofa Lần đầu tiên vào phòng với một người đàn ông xa lạ Hồng có cảm giác rờn rợn như đang say sắng. Nhưng nàng phải phấn đấu tư tưởng Tự nhắc mình rằng chính nàng chủ động làm việc này Chứ chả ai bắt buộc và đã đặt chân vào đây rồi thì đằng nào cũng phải hoàn tất công việc nàng đi thẳng vào buồng thắm và bảo hoàng lang anh anh chờ em một tí hoàng lang hân hoan tiếp em cứ tự nhiên rồi ông leo lên giường nằm đợi tim đập thình thịch ý nghĩ đầu tiên của ông khi hồng vừa bước vô là ông sẽ dụ nàng làm vợ bé thường trực của ông thay thế cho kim uyên bởi hồng có nét quyến rũ kỳ bí hơn hẳn kim uyên trong xã hội Việt Nam ngày nay, ông hết sức tin tưởng vào sức mạnh của đồng tiền và ông biết mình thừa sức hứa hẹn để con gái không thể từ khước lời mời của ông được. Nói đúng hơn thì ông chưa thất bại bao giờ trong việc đem tiền ra để câu gái. Mấy phút sau, Hồng từ buồng tắm bước ra. Hoàng lang chố mắt nhìn đám đối. Phía trên, Hồng vẫn mặc áo thun trắng. Chỉ có phía dưới đã cởi quần jean và cuốn cái khăn tắm từ bụng trở xuống nàng leo lên nằm bên cạnh hoàng lang kéo chăn đắp ngang người và quăng bỏ cái khăn tắm xuống sàn hoàng lang ngồi lên tựa lưng vào vách và bảo em đứng lên cho anh nhìn toàn thân em một chút có được không đứng lên đi hồng lắc đầu đáp không không em em xấu hổ lắm hoàng lang dục hai ba lần hồng vẫn nhất định lắc đầu ông hơi thất vọng nhưng biết hồng chưa quen mà ông lại toan tính dụ dỗ hồng gắn bó với ông lâu dài nên ông đành bỏ qua Ông chỉ cái phong thư đặt ở trên bàn bên cạnh đầu giường và nói Tiền của em 500 đô Mỹ Anh để sẵn ở đó cho em Đó là kinh nghiệm ăn chơi của ông Đằng nào cũng phải trả Thì thà đưa trước Các cô thường phục vụ chu đáo hơn Hồng nói Cảm ơn anh Nhưng em nói trước là Em chỉ ở đây với anh Tối đa là 2 tiếng đồng hồ thôi Hoàng Lang không nói gì Ông trườn người nằm xuống Cởi quần quăng sang ghế sofa rồi xoay nghiêng úp mặt vào ngực hồng hồng để yên cho ông muốn làm gì thì làm cũng may vì hoàng lang âm mưu kết tình lâu dài với hồng nên cố tỏ ra lịch sự không đến nỗi làm hồng kinh sợ lắm ông định bụng nếu hồng nhận lời ông sẽ thú thật ông là hoàng lang dù sao ông cũng tin vào khả năng ăn nói của mình lêu loát gấp trăm lần giám đốc võ đức trọng thời gian dài lê thê lâu lâu hồng lại liếc nhìn đồng hồ rồi nhẫn nhục chịu đựng cho đủ hai tiếng như đã giao hẹn lúc đầu bấy giờ hồng mới thở phào đứng dậy vào buồng tắm hoàng lang còn tiếc lắm nhưng không ngăn cản dù sao như thế cũng đã mãn nguyện lắm rồi cứ như hồng nói thì hồng sẽ không làm nghề này nữa có nghĩa là ông võ đức trọng xếp của hoàng lang sẽ chẳng bao giờ có cơ hội ôm ấp tấm thâm tuyệt vời của hồng hóa ra hoàng lang là kẻ may mắn nhất Kim Nguyên cũng có thân hình rất đẹp, còn cao hơn Hồng một chút, nhưng dù sao thì cũng là hàng cũ, ông đã xài cả năm rồi. Từ buồng tắm, Hồng đã thay đồ xong, cầm bóp bước ra. Hoàng Lang vẫn nằm trên giường, chỉ dơ tay chào từ giã. Vì món tiền 500 Mỹ Kim, ông đã trả cho Hồng. Ngay từ khi nhập cuộc, ông ngồi lên tựa lưng vào vách, kéo tấm chăn che cái bụng phệ và nói. Anh cảm ơn em tiếc rằng từ nay không còn được gặp lại em nữa nhưng anh dặn là hễ khi nào em đổi ý thì em cứ liên hệ với anh hồng tha thiết nhắc lại anh trọng à anh anh đừng có bao giờ gọi điện cho em nữa chỉ vì chỉ vì em kẹt tiền em không biết xoay ở đâu nên phải nhờ uyên giới thiệu cho cho em gặp anh bây giờ có tiền rồi giải quyết chuyện xong là coi như xong em em không muốn tiếp ai nữa Hoàng Lang vẫn cố níu kéo. Nếu em, nếu em cho anh gặp em thêm một lần nữa, một lần nữa thôi, chưa mai, cũng giờ này, anh sẽ tặng em một ngàn đô Mỹ. Hồng cười buồn nói. Anh Trọng à, anh là giám đốc ngân hàng, đem tiền đốt cho em còn được nữa. Nhưng mà em xin lỗi, chung quanh anh thì biết bao nhiêu là cô gái trẻ đẹp hơn em. Anh cứ bảo Uyên một tiếng, nó tìm cho anh ngay. Thôi, em xin phép, em về đây rồi hồng lầm lỗi bước ra hành lang khách sạn hoàng lang trông theo tiếc nối ông vói tay lấy chai champagne mới vơi một phần ba và cái ly bên cạnh giường rót ra rồi uống cạn mặt đỏ gay như cổ gà trọi chai champagne ấy dĩ nhiên do khách sạn tặng ông sai bồi phòng bưng vào đặt trong phòng trước khi ông đến vì biết hôm nay ông cần thêm chút sinh lực để giải sầu khi hồng vừa vào ông rót ra hai ly và ép hồng uống một ly nhưng Hồng chỉ nhấp một hớp nhỏ Nàng nhớ cái đêm sinh nhật của Quyên Hải chuốc rượu nàng quá say Rồi đưa nàng về nhà hãm hiếp Hôm nay nàng cần tỉnh táo Bởi Hoàng Lang mua nàng Chỉ có hai tiếng đồng hồ Rồi nàng sẽ ra về Trở lại quán làm việc như thường Ly rượu của nàng kể như vẫn còn nguyên Bây giờ Hoàng Lang tiếc rẻ uống hết Thanh toán hết chai champagne Hoàng Lang đứng dậy mặc quần áo Thì có tiếng phôn Ông đoán là Kim Nguyên gọi Nhưng hóa ra là cô thư ký riêng ở văn phòng Thư ký kêu thì thường phải có việc quan trọng cần giải quyết Chứ bình thường cô không dám gọi di động của ông Ông mở phone và hỏi ngay Có việc gì đấy? Cô thư ký nói nhỏ Dạ ông giám đốc tìm ông ừ, Chả biết có việc gì Hay là ông gọi cho ông giám đốc một tiếng Hoàng Lang giật mình tụt xuống giường và nói nhanh Thôi được tôi về ngay bây giờ Ông cúp máy và đưa tay Chộp cái quần máng trên sofa ông thoáng thấy lòng áy náy vì vừa phỗng tay trên người đẹp của đàn anh chính hoàng lang nhiều lần thúc giục đàn anh kiếm vợ bé để khi đi chơi chung cả hai cùng thoải mái hơn nhiều buổi họp mặt giám đốc võ đức trọng đem bà vợ chính đi theo chẳng những rất khó cho kim uyên trong việc xưng hô mà còn khó cho cả hoàng lang khi đùa giỡn xu thế của thời hiện đại là hễ có tiền thì phải có gái báo chí thường bảo rằng phi đảo nhí bất thành đại gia cho nên nhìn quanh ông Trọng cũng thấy mình thiệt thòi quá nếu cứ quanh quẩn bên bà vợ già. Kim Nguyên là người khuyến khích mạnh mẽ nhất để có cơ hội có bạn đồng trang lứa. Hoàng Lang bảo Kim Nguyên, Thì em lo tìm người giới thiệu cho anh Trọng đi. Bạn bè em đâu, hồi em còn biểu diễn thời trang em quen thiếu gì. Kim Nguyên vui vẻ bảo, Thì nếu mà anh Trọng gật đầu một cái là em có ngay. Em vẫn đang tìm đấy chứ. Nhưng mà người như anh Trọng đó, đâu phải gặp ai mình cũng giới thiệu. Giám đốc Trọng vốn ít nói nên chỉ cười xòa nhất trí. Hoàng Lang lại thêm. Tầm cỡ như em là được rồi, phải không anh Trọng? Cả bọn cùng cười thoải mãi. Ông Trọng cũng chỉ gật đầu. Là một đảng viên lâu năm, ông muốn tự đánh lừa mình rằng đây là thuộc cấp đưa gái vào tay ông, chứ không phải do ông chủ động yêu cầu. Hứa với đàn anh cả mấy tháng, hôm nay mới vớ được hồng, Kim Nguyên mừng lắm. Mừng chẳng những vì từ nay có bạn đi ăn chung, chơi chung, mà quan trọng hơn là làm vui lòng xếp của hàng lang. Lề lối sinh hoạt của xã hội Việt Nam bây giờ nói như thế, tất cả một hệ thống bao la trên toàn đất nước đều hành xử theo lối đội trên đạp dưới. Có ông giám đốc chuẩn bị làm đám cưới cho con gái, toàn sở tự động nghỉ 10 ngày để phục vụ đám cưới, hầu làm vui lòng ông xếp. Ông giám đốc đi đánh tennis, thì bao nhiêu nhân viên đi theo để xin lượm banh. Chưa bao giờ người ta cần lấy lòng sếp như thế chỉ vì xếp nắm nổi cơm của nhân viên trong cái xã hội quá khan hiếm công ăn việc làm. Hoàng Giang đứng dậy mặc quần áo trước tấm gương lớn gắn trên tường sát cửa ra vào. Cũng may là Hồng cho ông biết dứt khoát từ nay nàng không trở lại con đường này nữa. Chứ nếu Hồng tiếp tục thì câu chuyện Hoàng Lang cướp đào của xếp chắc chắn sẽ lộ ra và ông sẽ không biết ăn nói thế nào với sếp và với Kim Nguyên. Với Kim Nguyên thì không quan trọng lắm. Ông đón về được thì ông cũng có thể đuổi đi bất cứ lúc nào. Những khi Kim Nguyên xa gần, xin ông sang tên cho căn nhà hai người đang dùng làm tổ ấm. Ông chỉ ậm ừ cho qua, nhưng muốn phì cười trong bụng. Ông có hơn 10 căn nhà thật, nhưng ngu gì đem dâng cho gái. Ông thường tự hào nói riêng với bằng hiểu, gái mua rẻ, nhà mua đắt gái dễ kiếm, nhà khó tìm. Có nhà thì sẽ đẻ ra gái, chứ có gái có tạo được ra nhà đâu, có khi còn mất nhà. Áp dụng châm ngôn ấy, ông rất tàn nhẫn với phụ nữ, dù là phụ nữ trẻ, chứ không phải riêng với bà vợ già héo hát ở nhà. Ông đến với các cô rất ngọt ngào và rộng rãi, nhưng cần bỏ là ông rất tình ngay. Bằng chứng là hôm nay gặp Hồng, nếu Hồng nhận lời, ông sẽ tống cổ Kim Nguyên đi ngay để Hồng thay thế đang nghĩ đến Kim Uyên thì Kim Uyên gọi, Hoàng Lang mở phone và nói nhanh: "Anh đang chuẩn bị họp trên bộ không nói chuyện được, để lát nữa anh gọi lại." Kim Uyên hăm hở ngắt lời: "Em chỉ nói nhanh một câu thôi, anh đưa số phone của con Hồng cho anh trọng chưa? Em vừa gọi điện cho anh ấy đấy, anh ấy mừng lắm. À, anh bảo anh ấy gọi ngay cho con Hồng nhé." Hoàng Lang cúp máy rồi quăng cái phone trên giường, trở lại đứng trước gương và lại luyến lưu nhớ đến Hồng. Ông cũng hơi lo vì con vợ bé lẻo mép của ông cứ hăm hở tự động báo tin cho sếp biết là đã tìm được người đẹp cho sếp. Lát nữa gặp giám đốc trọng, ông sẽ phải giải thích thế nào về việc ông giấu không đưa số di động của Hồng cho sếp. Mặc đồ xong, Hoàng Lang nhìn quanh khắp phòng xem có bỏ quên thứ gì chăng. Ông nâng ly rượu chỉ còn dính một chút dưới đáy, đưa lên uống cho cạn sạch. Ông cúi lượm cell phone trên giường, nhét vào túi quần và lảo đảo ra cửa hơi men ngấm thấu vào cơ thể làm hoàng lang thấy choáng váng quay cuồng như đứng trên con thuyền gặp sóng lớn mở cờ bước ra hành lang ông nhìn về phía thang máy thấy có vài người đang đứng đợi ông lưỡng lự một chút rồi đi lại phía đầu hành lang dùng thang chân đi bộ xuống chỉ có ba tầng lầu thì cũng không mất thì giờ lắm bình thường tiểu lượng của ông khá cao thế mà hôm nay chai champagne với nồng độ thấp lại làm ông đi đứng lạng quạng chẳng biết vì say rượu hay say tình. Hình ảnh của Hồng khỏa thân đứng trước mặt ông giờ này vẫn còn làm ông ngây ngất. Thế nào rồi ông cũng sẽ gọi cho Hồng lần nữa. Trong thâm sâu, ông vẫn tin chắc rằng một con bé bán cơm tấm nhặt nhạnh từng đồng khó có thể từ chối cuộc sống giàu sang ông hứa hẹn. Đứng ở lề đường chờ taxi, điện thoại để trong bóp, bỗng reo vang. Hồng đưa lên nghe, đầu dây bên kia uyên hỏi sao anh trọng đã đã gọi điện cho mày chưa hồng quay nhìn vào khách sạn và đáp giờ này còn hỏi tao vừa gặp ống rồi nhưng từ nay về sau mày đừng có nhắc tới chuyện này nữa lần đầu cũng là lần cuối tao xin mày quên nhăn mặt đáp ừ, con này anh trọng thì đâu đến nỗi nào mà mày sợ thế nhiều ông trông còn ớn còn lạnh đến cả người đó vừa già vừa hôi mồm thì sắc mùa rượu mà mình còn vẫn phải ôm á hồng nhấn mạnh Đúng, tao không muốn nói chuyện ớn thì không ớn ừ, tao có chê ông ấy đâu Ngoại hình thì cũng được đó, lại nói chuyện lịch sự. Nguyên phỉ cười ngắt lời. Mày biết à, anh Trọng, gốc người Quảng, nói khó nghe thế mồ mà mày khen làm sao? Hồng ngạc nhiên gắt nhẹ. Ờ hay, cái con này, giọng bắc giặc mà mày bảo là người Quảng. Chi tiết này chẳng có gì quan trọng, mà cũng làm Kim Nguyên dậm chân gắt lên. Trời ơi, mày đi bác sĩ khám tai lại đi. Ông xã tao, ông nói là anh Trọng là người Quảng Ngãi. Gia đình mấy đời theo cách mạng từ thời Phạm Văn Đồng. Anh ấy có họ hàng với Phạm Văn Đồng đó Nên mới hơn 20 tuổi Đã được kết nạp đảng rồi Sau này mới chuyển ngành xin học tại chức Bắt thế nào được mà bắt Hồng không cãi nữa Nàng đổi đề tài hạ giọng bảo Thôi dẹp chuyện này đi Tao chịu thôi Nhưng Uyên ơi Tao tao thấy tao không có đi con đường này được Mẹ tao mà biết thì chết Hôm rồi tao tao làm mất sợi di truyền của mẹ tao nên bất đắc dĩ lắm thì mới nhờ mày một chuyến để có tiền mua lại cho bà già, chỉ thế thôi, dù sao thì tao cũng cảm ơn mày. Từ nay dứt hẳn nha mày." Uyên buồn bã nói, ừ, thì tùy mày thôi. Ừ, tao chỉ tội nghiệp cho anh trọng thôi, dễ gì gặp được người đẹp như mày, mày không trở lại, chắc anh ấy tiếc lắm." hồng ngắt lời, "Thì mày kiếm cho mấy đứa khác." thời buổi này thiếu gì con gái sẵn sàng làm nghề này thôi tao lên xe đây hồng nói đúng chẳng phải họ muốn làm nghề này nhưng xã hội quá thiếu công an việc làm sinh viên thi vào đại học đã khó mà ra trường chỉ treo mảnh bằng trên tường rồi đi chạy xe ôm không có việc làm tiền thì lạm phát từng ngày các cô bất đắc dĩ phải dùng nhan sắc của mình coi như là một thứ vốn trời cho để nuôi thân chứ có hãnh diện gì đâu hồng cúp phun rồi uyên mới sực nhớ ra là mình vừa nói chuyện với ông trọng và ông cho biết hoàng lang chưa hề đưa trong số phôn của hồng nghĩa là ông chưa hề liên lạc với hồng thế tại sao hồng lại bảo là đã gặp ông rồi có cái gì lấn cấn trong chuyện này nhưng tạm thời cô không nghĩ ra uyên chỉ đoán là hồng đổi ý không muốn tiếp đàn ông nữa cho nên nói đại là đã gặp rồi để uyên đừng thắc mắc lúc ấy uyên đang ở nhà bố mẹ mình căn nhà nhỏ tồi tàn nằm sâu trong con hẻm chỉ mới được sắm sửa đôi chút từ ngày uyên moi được tiền của hoàng giang về mặt này thì uyên rất đáng ca ngợi bởi cô hết sức quan tâm đến cha mẹ và hai đứa em đang đi học phổ thông bà mẹ uyên hỏi chiều nay con ở lại ăn cơm với bố mẹ hay là phải về kim uyên lắc đầu đáp con về con về mẹ ơi về nấu cơm cho anh lang anh ấy coi vậy chứ mà háo đói lắm đi làm về mà chưa dọn cơm ra kịp là gắt gỏng khó chịu lắm Bà mẹ ngạc nhiên hỏi lại Thế thì người làm đâu Nghe bảo con nuôi thế hai người giúp việc kia mà Kim Nguyên thở dài đáp Nói chuyện người làm là chán chết Anh ấy toàn thuê những đứa trẻ đẹp à Dù là lười như hủi á Lớn tuổi một chút là anh ấy chê Kiếm cớ cho nghỉ Thôi thì thôi con làm lấy cho rồi cho nó chắc Nuôi người làm kiểu đấy đấy Thì chả khác nào nuôi ông tay áo Đang nói chuyện với mẹ về Hoàng Lang Kim Nguyên sực nhớ ra một chi tiết quan trọng Cô vội đứng dậy đi nhanh ra sân và bấm điện thoại gọi cho Hồng. Lúc ấy Hồng vẫn đang đứng chờ xe, mở cell phone và nói ngay. Có cái việc gì mà gọi mãi thế? Giọng Kim Nguyên đầy lo âu hỏi Hồng. Ê, 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 mày, mày vừa mới bảo tao là mày gặp anh Trọng mà anh ấy nói tiếng Bắc. Có chắc là tiếng Bắc không? Anh ấy hình dáng như thế nào? Mập hay ốm, cao hay thấp? Hồng gắt nhẹ. Ờ ừ, hai cái con này, mày điều tra lý lịch người ta để làm cái gì? Tao chỉ biết á, ông ấy người Bắc, Tóc còn nhiều dáng cao nhưng bụng to kim nguyên hốt hoảng ngắt lời thế thì bỏ mẹ tao rồi chắc là thằng chồng tao hoàng lang chứ không phải là anh trọng vì chính tao vừa gọi điện cho anh trọng bảo anh ấy là đưa cái số phone di động cho mày thì làm sao mà liên hệ với mày được vậy là tao ngu quá vừa rồi tao nói chuyện với mày tao không nghĩ ra thằng chồng mất dạy của tao chứ không phải anh trọng chết tao rồi tao không ngờ ông ấy dám đánh lừa cả sếp để ngủ với mày Hồng bực bội ngắt lời Thôi mẹ ơi mày nói lung tung quá Tao chả hiểu gì cả Kim Nguyên ứa lệ nghẹn ngào giải thích Trời ơi có cái gì mà không hiểu Tao với ông Lang á, định giới thiệu mày cho anh Trọng Giám đốc ngân hàng Sếp của ông Lang. Nào ngờ ông Lang gọi cho mày tự nhận là anh Trọng Để ngủ với mày Đơn giản có thế thôi Mày thì đâu có biết ai vào ai đâu Vì mày lần đầu tiên mày gặp ông Lang mà Hồng thấy tội nghiệp cho Kim Nguyên Vội ngắt lời Biết chết liền Mà tao biết để làm gì Tao cần tiền thì tao nhờ mày Chứ tao đâu có quan tâm đến ông nào là ông nào Quyên não nề nói thôi được rồi Và cúp máy Cô thẫn thờ đi tới đi lui trước sân Nước mắt ứa ra thành dòng Vẫn biết Hoàng Lang là kẻ dâm tặc Nhưng việc Hoàng Lang ngủ với Hồng Là một hành vi đi quá đà Bởi chẳng những phản bội Kim Uyên Mà còn gạt gẫm cả sếp nữa Nhưng Kim Uyên đành chịu Chứ biết làm gì bây giờ kim nguyên cất phun vào túi rồi ngồi xuống chiếc ghế đá ở góc sân cô cần ngẫm nghĩ xem chiều nay về gặp hoàng lang cô sẽ xử trí như thế nào lớn tiếng thì chỉ hạ giận được đôi chút nhưng chắc chắn không có lợi gì mà im lặng nuốt giận vào trong lòng thì cô chịu không nổi mặt mũi không thể nào bình thản như mọi ngày khi đón hoàng lang ở sở về lần đầu tiên từ cả năm nay kim nguyên mới cảm nhận được nỗi khổ nỗi quất của bà vợ già mà hoàng lang hất hồi để ở với Kim Nguyên. Người vợ ấy xưa kia con nhà giàu cũng đã có một thời xuân sắc và từng bỏ tiền ra nuôi Hoàng Lang ăn học để Hoàng Lang có địa vị ngày nay. Kim Nguyên ngồi đờ đẫn khá lâu ngoài sân cho đến khi tiếng mẹ gọi mới uể oải đứng dậy, chậm chậm bước vào nhà. Hồng đón xe về thẳng nhà, cất 500 Mỹ Kim trong tủ, rồi thay quần áo và ra quán phụ mẹ vì mới gần 5 giờ chiều. Bà mơ nhìn con ngạc nhiên hỏi. Con đi bác sĩ chưa? Hồng cười cho mẹ an lòng Rồi mẹ ơi Không có gì Bác sĩ nói là Nhiều khi chỉ vì trời nóng quá Làm con khó thở Thế thôi Rồi Hồng vào bếp Chuẩn bị thức bán cho ngày mai Như thường lệ Vừa ngồi giang thính Hồng vừa rừng rưng Nghĩ đến người đàn ông lớn tuổi Mới ăn nằm với nàng trong khách sạn Ông hoàn toàn chỉ là vật thí nghiệm Là con dê tế thần mà thôi Nếu không có chuyện gì xảy ra với ông Thì Hồng có thể an tâm làm đám cưới với đán Còn nếu ông chết thì Hồng cũng bớt được một nấc thang. Chỉ cần thêm một người đàn ông nữa là đủ năm cái quan tài. Một buổi chiều và một buổi tối trôi qua không có tin tức gì lạ. Buổi sáng thức dậy, Hồng mừng lắm. Nếu chuyện không may xảy đến với ông giám đốc ngân hàng thì chắc chắn Uyên đã gọi cho Hồng rồi. Hồng vẫn nhớ cả ba nạn nhân là Toàn Hải và thầy Bát Biểu đều chết trong vòng 24 tiếng đồng hồ sau khi ngủ với Hồng. Như vậy, thì chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là có kết quả. Bởi chiều hôm qua lúc Hồng lên giường trong khách sạn với Hoàng Lang là khoảng 1 giờ trưa. Hồng vào bùng tắm đánh răng rửa mặt, xối nước toàn thân rồi thay quần áo ra quán. Nàng định bụng là lát nữa sẽ gọi cho Uyên làm bộ cám ơn. Nếu Uyên nói chuyện bình thường thì là dấu hiệu tốt, vận số của Hồng đã đổi rồi. Có thể là do phép lạ của cha Trương biểu diệp ban cho Hồng. Hồng bận biệu bưng cơm cho khách suốt hai tiếng đồng hồ. Đợt đông khách nhất vào buổi sáng bắt đầu từ lúc 7 giờ. Hơn 9 giờ nàng mới tạm ngưng tay để vào bếp phụ mẹ rửa chén. Vừa làm vừa hồi hộp chờ đợi. Thời gian trôi qua rất chậm. Chỉ còn vài tiếng nữa là Hồng biết kết quả về số mệnh của mình. Mấy lần Hồng cầm phone định bấm số gọi Uyên. Nhưng rồi lại thôi. Uyên không hỏi Hồng. Tức là chẳng có tin gì. Việc gì mà mình phải hỏi. Ông Trọng vẫn bình thường khoảng hơn 10 giờ hồng đang lau đĩa xếp vào rổ thì có ông khách quen chạy xe ôm ghé vào gọi đĩa cơm tấm đặc biệt và ly cà phê sữa đá rồi mở tờ nhật báo ngồi đọc lúc nàng bưng thức ăn ra tình cờ mới thấy trên trang nhất tờ nhật báo có in bức hình hoàng lang người mới ngủ với hồng trưa hôm qua trong khách sạn hồng sừng sốt gọi ông khách quen à, anh cho tôi mượn tờ báo một chút được không Ông khách cười dễ dãi Tặng cô luôn cho việc gì phải mượn Rồi ông gấp tờ báo trao cho Hồng Và cầm muỗng nĩa lên Hồng đỡ lấy tờ báo Bước lại cái bàn trống Ngồi xuống và chăm chú đọc bản tin Phó giám đốc ngân hàng phát triển thương nghiệp Ông Hoàng Lang 54 tuổi Vừa đột ngột từ trần vì tai biến mạch máu não Tại khách sạn Hoa Sen Hồng khựng lại giật mình sửng sốt Hóa ra người ăn nằm với Hồng chưa hôm qua không phải là giám đốc Võ Đức Trọng mà là phó giám đốc Hoàng Lang, người yêu của Kim Nguyên, đúng như Kim Nguyên đã nói với Hồng chưa hôm qua. Hồng hồi hộp cúi xuống đọc tiếp. Tin sơ khởi của cảnh sát điều tra cho biết, chiều hôm qua ngày 9 tháng 7, ông Hoàng Lang đưa một cô gái vào khách sạn Hoa Sen đăng ký buồng 328, căn buồng mà ông vẫn tin là hên vì có số 8 sau khi cô gái đi rồi do thang máy bị hư ông hoàng lang phải dùng thang chân để đi bộ xuống tầng chính nhưng mới tới đầu cầu thang ông bị tai biến bất ngờ và té xuống vết máu để lại hiện trường cho thấy nạn nhân bị ngã ngay từ bậc thang đầu tiên ở lầu ba và vì trong tình trạng hôn mê mất tự chủ nên cứ thế lăn xuống tầng trệt do cầu thang nằm khuất ở cuối hành lang ít người sử dụng nên nạn nhân nằm ở đó hơn 2 tiếng đồng hồ mới có người phát hiện. Khi xe cấp cứu đến nơi thì ông đã tắt thở từ lâu. Có tin gì thêm, chúng tôi sẽ loan báo trong số báo ngày mai. Hồng lặng người nhìn lại bức hình Hoàng Lang. Một lần nữa, Hồng càng thấy rõ sự kỳ bí của định mệnh. Kim Nguyên đem Hồng đến để giới thiệu cho giám đốc Võ Đức Trọng. Có ngờ đâu Hoàng Lang không cưỡng được dục vọng của mình nên tự động lao vào rồi chết thay cho đàn anh. Hồng nghĩ ngay đến cô Linh và tự nhủ. Như vậy là trong cái chai huyền bí của cô Linh đã bớt đi thêm được một chiếc quan tài. Cái chết của Hoàng Lang làm Hồng hết sức thất vọng. Nó chứng tỏ lời cầu xin của Hồng và Đán trước mộ cha Trương Biểu Diệp không có kết quả. Hồng lại phóng đi tam hiệp gặp cô Linh. Cô tội nghiệp Hồng đường xa mà cứ chạy tới chạy lui mãi nên cô bảo Hồng vào nhà, lấy cái chai ra và coi ngay cho Hồng. Khi Hồng nắm cổ chai, cô mở to mắt nhìn vào và giật mình trồm người lên, lầm bẩm nói. Ủa, mới cách đây mấy hôm, cô nhớ rõ là còn hai cái quan tài, sao hôm nay chỉ còn có một? Cháu, cháu buông tay ra được rồi Hồng im lặng không trả lời vì không biết trả lời thế nào cô Linh ngờ ngợ rằng cha trương biểu Diệp đã giúp Hồng xin chúa bớt cho Hồng được một cái quan tài vì thế cô nhắc lại việc này thì cô không giải thích được nhưng mà cô mừng cho cháu vì chỉ còn có một cái quan tài nữa thôi nếu đây là phép lạ của cha trương biểu Diệp thì cháu nên trở lại tạ ơn ngài vừa nói cô vừa nhìn Hồng theo dõi và ngạc nhiên thấy hồng không hề có một phản ứng gì khác lạ hồng không vui không buồn mặt vẫn đâm chiêu từ lúc vào ngồi đối diện cô bớt được một cái quan tài lẽ ra hồng phải phấn khởi lắm mới đúng cô linh ưu tư hỏi cháu cháu không tin hay sao cô thấy thế nào thì cô nói như thế hình ảnh hiện ra trong trai vẫn như cũ cháu mặc áo cưới đứng giữa nghĩa trang nhưng mà sau lưng cháu chỉ còn một cái quan tài như vậy là có tiến triển có sự trợ giúp của cha trương biểu diệp, lời cầu xin của cháu đã được cha nhận lời và 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 cha đã xin với chúa cho cháu bớt gánh gánh nặng đó. Nước mắt Hồng bỗng ứa ra chảy thành dòng trên hai gò má, làm cô Linh lại càng ngạc nhiên hơn. Hồng lấy khăn thấm nhẹ hai bên khóe mắt rồi bảo: "Cô ơi, không phải cha trương biểu diệp giúp chỉ cho cháu đâu, cháu cháu xuống cầu xin được ba ngày, nhưng như vậy là cha." Cha chả giúp được gì cho cháu Cô Linh ngơ ngác cắt ngang Cháu bảo sao Cách đây mấy hôm cô còn thấy rõ là hai cái quan tài Hôm nay chỉ còn có một Cháu lại bảo là cha không giúp cho cháu là thế nào Hồng cúi đầu nhìn xuống bàn và lạnh lùng đáp Cháu Cháu mới giết thêm một người Chứ chả giúp cho cháu cả Bốn người ngủ với cháu Đều chết hết Chỉ còn một người nữa Là cháu hết nợ Cô Linh chố mắt nhìn Hồng thẳng thốt kêu lên giê Maria lại chúa tôi Rồi cô lặng người không nói được nữa Mới mấy hôm trước Hồng ngồi đây với cô Hăng say nói chuyện đi cầu nguyện Thế mà lại ngủ thêm một ông nữa Để đưa người ta vào cõi chết Như vậy Hồng là người hay là ma quỷ Một đứa con gái xinh đẹp và hiền lành như thế Sao lại quá dễ dàng trong việc khối chăn là thế nào Khá lâu cô Linh mới lấy lại bình tĩnh Và bực bội nói Cô, Cô không ngờ cháu lại sống buông thả như vậy Tội lỗi quá sức Cháu không ăn năn hối cải Thì sẽ xa vào hỏa ngục Hồng biết cô Linh đã mất hết cảm tình với mình Vì trước đây cứ tưởng lầm nàng sống đàng hoàng Mà hóa ra là kẻ đổi trụy Hồng vội phân trần Không cô à Cô đừng có giận cháu Để cháu kể cho cô nghe Trong bốn người chết vì cháu Thật sự chỉ có người đầu tiên Là cháu hết lòng yêu thương Chắc cô còn nhớ Đó là anh Toản anh ấy đưa cháu tới đây gặp cô lần đầu rồi nhân tiện rủ cháu đi Vũng Tàu đó. Anh ấy đưa cháu đi Vũng Tàu để báo cho cháu biết tin mừng là anh ấy quyết định cưới cháu dù mẹ và chị anh ấy phản đối. Vì chúng cháu sắp sắp thành vợ chồng nên cháu cháu mới bằng lòng ngủ với anh ấy. Cô ngờ đâu ngay sau đó anh ấy bị chết đuối. Hồng ngưng nói vì nước mắt bỗng dưng lại trào ra. Mỗi lần nhắc đến Toàn, Hồng đều cảm thấy hối hận y như chính mình là thủ phạm đã gây nên cái chết của toàn nàng thấm nước mắt rồi não nề bảo cô linh đúng như cô bảo với cháu đã biết trước số mệnh mà không tài nào tránh khỏi cô linh nhìn hồng tội nghiệp và tò mò hỏi tiếp thế còn ba người kia hồng tỉ mỉ kể về hải và thầy bát bửu cả hai đều chủ động cưỡng bức hồng khiến cô linh sững sờ kêu lên và đổi hẳn thái độ đối với hồng Mấy chữ hồng nhan đa chân người ta hay dùng để tả Thúy Kiều. Bây giờ cô thấy hiện ra ngay trước mắt, áp dụng vào cuộc đời cô bé mới ngoài 20, đang ngồi đối diện cô. Cô bùi ngồi hỏi tiếp. Thế còn người đàn ông thứ tư? Mới mới xảy ra đây thì sao? Ông ấy là ai? Nghĩ tới Hoàng lang Hồng ngượng ngùng đáp. À, cũng mới xảy ra hôm qua tôi cô ạ. Ông ấy chết, hiện còn chưa chôn cháu buồn quá nên chạy vội lên đây gặp cô để hỏi ý kiến đúng ra thì cũng không phải để hỏi ý kiến mà hồng cần một người nào đó để tâm sự hầu chút bớt nỗi buồn phiền trong lòng ngừng một chút hồng mệt mỏi thêm riêng trường hợp của ông này thì thì cháu có lỗi ạ ừ, cô biết không sau khi mà đi cà mau về cháu muốn thử một chuyến đi cầu nguyện của cháu coi là có kết quả hay không Ai cũng nói là cha Trương biểu diệp linh thiêng Thường làm phép lạ giúp người đau khổ Nên cháu cũng tin như vậy Cháu mới nhờ con bạn giới thiệu cho một người đàn ông xa lạ Không ngờ ông ấy cũng chết luôn Như vậy là cha Trương Biểu Diệp có giúp gì cháu đâu Cô Linh phân bua Chuyện phép lạ đối với người công giáo không phải là việc đơn giản Thiên hạ đồn với nhau hàng ngàn chuyện Chưa chắc đã có một chuyện đúng sự thật Đôi khi kết quả của lời cầu á chỉ tình cờ mà người ta cứ tưởng là phép lạ. Giáo hội rất dè dặt khi xác minh một phép lạ bởi phải kiểm tra vô cùng tỉ mỉ và minh bạch. Cô cần nói với cháu điều này bởi cháu không phải là người công giáo nên cháu không hiểu điều đó. Hỏi cháu chứ, nếu bất cứ điều gì cầu xin mà cũng được thì thế gian này làm gì còn có người bệnh tật nghèo khổ nữa. Hồng không vui nhưng cũng gật đầu nhất trí với cô Linh Giọng cô bóng đổi sang gay gắt bảo Hồng Nhưng mà cái việc mà cháu tìm một người đàn ông để thử đó Để thí nghiệm kết quả của lời cầu xin thì thật là đáng trách Đã biết là người đó có thể chết mà cháu vẫn cứ làm tức là cháu phạm tội giết người rồi Không cần biết chắc mà chỉ nghi ngờ người đó có thể chết sau khi ngủ với cháu Mà cháu vẫn cứ tiến hành thì cháu vẫn có tội như thường Hồng cúi đầu không nói Quả thực từ lúc Quyên gọi điện báo tin Hồng thấy bứt rứt lắm Bứt rứt vì cái chết của hàng lang Làm ảnh hưởng đến người bạn là Kim Uyên Về mặt tài tránh Chứ không phải vì thương tiếc một người đàn ông Mê sắc như Hoàng Lang Cô Linh kết luận Như cô vừa nói với cháu Cô nhìn trong chai Thấy còn một cái quan tài nữa Như vậy cháu phải hạ quyết tâm Dứt khoát không quan hệ với bất cứ một người nào nữa Nếu không cháu lại giết thêm một người nữa đấy Cô Linh nói ra cái điều mà Hồng đã biết rồi. Nhưng nếu không quan hệ với ai thì chuyện của nàng và Đán sẽ giải quyết thế nào? Chả nhẽ kết thúc ở đây, vừa làm khổ Đán, vừa tội nghiệp Hồng và nhất là mẹ Hồng. Đán có thể sẽ gặp người khác dễ dàng, nhưng Hồng tìm ra đâu cơ hội thứ hai một người lý tưởng như Đán? Hồng ngậm ngùi kể. Ừ, cháu tìm cô hôm nay là để thú thuật với cô. Hiện cháu đang có người yêu, anh ấy là Việt Kiều từ Mỹ về yêu cháu lắm mà cháu cũng yêu anh ấy nữa cô linh ngắt lời người yêu đầu tiên của cháu bị chết đuối sau khi quan hệ với cháu cô không trách cháu vì lúc ấy đó cháu chưa có biết cái số của cháu nó hại người ta bây giờ thì cháu đã biết cô cũng đã biết cháu không thể tái diễn được nữa hồng băn khoăn cắt ngang nhưng mà cô cô bảo cháu phải làm sao bây giờ chấm dứt chuyện tình của cháu hay sao cô linh khổ sở đáp Chính cô đây cô cũng không biết khuyên cháu phải làm gì Chỉ biết chắc rằng Một điều là nếu cháu ăn nằm với người ta Là cháu giết thêm một người nữa Cô Linh vừa dứt lời thì ngoài sân có tiếng xe máy chạy vào rồi ngừng lại và tắt máy. Ngay sau đó có tiếng gọi. Đoan ơi, mở cửa cho cô. Cô Linh nhận ra giọng người bạn thân là Như, vội đứng dậy bước nhanh ra mở cửa và gật đầu, làm hiệu rủ Như vào. Khách của cô Linh có đến hàng trăm người từng đến đây coi. Nhưng người lạ nhất mà cô Linh kể cho Như nghe là Hồng. Mỗi lần kể, cô Linh đều gọi Hồng là con bé có năm cái quan tài. Trưa nay, sau khi Hồng gọi điện báo tin sẽ gặp, cô Linh thông báo ngay cho Như biết và bảo Nè, mày có muốn nhìn mặt cái con bé có năm cái quan tài á, thì chốc nữa chạy lại đây, độ 2 tiếng nữa. Quả nhiên, Như tò mò bỏ dở công việc nhà để phóng lại xem mặt Hồng. Cô Linh chỉ Như và bảo Hồng Đây là cô Như, bạn trí thân của cô vừa là bạn học mà vừa là hàng xóm. Sợ dĩ cô có cái chai huyền bí để xem vận mệnh cho người ta là nhờ cô Như. Hồng đứng dậy cúi chào, Như nhìn Hồng đăm đăm rồi bảo cô Linh. Thôi mày làm việc đi, tao vào trong, vào, vào trong kia ta ngồi ta chờ nhé. Dứt lời Như bỏ vô phòng đợi. Cô nén tiếng thở dài vì quả thực đúng như Linh tả. Hồng vừa trẻ vừa đẹp mà không ở số mệnh trầm luân như vậy. Như vào phòng trong rồi, Hồng hỏi cô Linh. Ờ, giả dạ, như mà cháu rửa tội theo đạo chúa Cuộc đời cháu có thay đổi được không cô? Cô Linh ái ngại nhìn Hồng và bảo Điều ấy thì cô không thể biết được Không ai có thể biết được ngoại trừ thiên chúa Cô thì cô mong cháu theo đạo Khuyến khích cháu rửa tội Nhưng cô không thể nói chắc với cháu là Sau khi rửa tội Số mệnh của cháu sẽ thay đổi Hồng chán nản mệt mỏi đứng dậy Cô Linh ngước nhìn Hồng và dè dặt bảo Thế cháu ơi Cháu vẫn cứ nhất định là phải lấy chồng hay sao? Hồng không đáp, nàng lặng lặng mở bóp, lấy ra ít tiền nhét vào thùng từ thiện, rồi quay ra cửa. Cô Linh thông cảm nỗi tuyệt vọng trong lòng Hồng, nên cũng đứng dậy đi ra theo. Tới thềm, Hồng mới quay lại bảo. Cháu, cháu cảm ơn cô. Cháu về suy nghĩ, uh, rồi có gì cháu sẽ liên hệ với cô. Cô Linh cứng rắn nhắc lại. Cháu suy nghĩ thế nào thì mặc cháu, miễn là đừng để thêm một người nằm xuống. Hồng gật đầu đẩy Hồng Đa xuống sân. Nàng ngồi lên nổ máy rồi bất chợt quay lại hỏi. Cô ơi, cháu rửa tội rồi đi tu, làm ma sơ được không cô? Hồng tưởng hỏi như thế cô Linh sẽ chộp ngay cơ hội và khuyên Hồng vào nhà dòng. Nhưng cô cười bảo. Không được cháu ạ. À. Bên đạo công giáo, nữ tu thì phải khấn trọn đời. Tức là giữ mình đồng trinh. Với lại từ căn bản, phải có ơn gọi chứ không phải vì thất tình mà đi tu Nhà dòng không nhận những người đó Nói chung á Nhà dòng không phải là nơi dành cho những người chán đời Nhưng cô vẫn nói với cháu Cháu không cần phải đi tu Cháu sống ngoài đời Mà miễn sống cho đàng hoàng Chứ không nhất thiết là phải vào nhà dòng Hồng gượng cười nói <cười> Cháu cháu hỏi chơi thôi chứ Hư thân mất nết như cháu thì làm sao mà tu được Từ trong phòng đợi Như nghe tiếng máy xe nổ ngoài sân cũng vội vàng đứng dậy bước lại cửa sổ trông ra để nhìn cho rõ một lần nữa con bé xinh đẹp nhưng mang số kiếp lạ lùng có lẽ trên đời không có người thứ hai hồng sang số cho xe lăn bánh ra đường như vẫn còn trông theo bằng ánh mắt chan chứa thương cảm từ tam hiệp hồng chạy thẳng về quán và mơ đón con bằng ánh mắt ưu tư muôn thuở và lên tiếng hỏi ngay có ăn thua gì không con hồng đẩy xe vào vị trí thường lệ khóa lại rồi mệt mỏi lắc đầu trước khi đi gặp cô linh hồng đã đoán như thế bởi nàng vừa kết liễu cuộc đời hoàng lang nghĩa là số mệnh vẫn không có gì thay đổi nàng gặp cô linh chỉ vì muốn biết chắc trăm phần trăm cho dễ quyết định tương lai với đán mà thôi bà mơ cũng bi quan đoán là vận xui của con chưa dứt dù bà không hề biết chuyện người đàn ông thứ tư là hoàng lang vừa gục chết sau khi ăn nằm với con bà chỉ mong manh hy vọng cha trương bửu diệp linh thương sẽ cứu con bà như lời đồn của thiên hạ vẫn cho rằng ai xin gì cũng được bây giờ nhìn mặt con thiểu não bà mới hoàn toàn tuyệt vọng hai mẹ con lầm lỗi bước vào bếp quán chỉ có vài người khách quan nhất loạt ngẩng đầu nhìn hồng mới hôm nào họ chia buồn với bà mơ vì hồng mất người tình đầu cũng là vị hôn phu hôm nay thì họ vừa biết tin hồng lại có một việt kiều trí thức từ hoa kỳ về hỏi cưới. Dù giữa họ và Hồng chả có mối quan hệ gì mật thiết, ngoại trừ là khách đến ăn cơm tấm, nhưng họ vẫn thấy man mác buồn vì nay mai Hồng sẽ ra đi. phố nhỏ vắng thêm một người, quán cơm sẽ đổi chủ và chắc chẳng bao giờ họ còn gặp lại Hồng nữa. Hồng buông sâu chìa khóa trên quầy bếp, ngồi xuống chiếc ghế thấp, bà mơ não nề bảo: Ai, Mẹ bây giờ cũng chả biết phải nói làm sao nữa. Con không lấy được. Đán thì mẹ tiếc lắm Câu nói của mẹ dù chỉ là sự lặp lại đã nhiều lần Mà Hồng vẫn thấy như một tiếng than cực kỳ đau xót Nhất là ánh mắt của bà mơ toát ra nỗi sầu thăm thẳm, Làm Hồng bốt nhói trong lòng, nàng cười buồn Con thì con còn tiếc hơn mẹ nhiều chứ Con mơ sang Mỹ ăn học thành tài Rồi sẽ về nước làm việc hay là dạy học Chỉ có anh Đán mới giúp được con thực hiện giấc mơ đó nhưng mà số mệnh như con thì đành chịu chứ biết làm sao. Im lặng một chút bà mơ lại hỏi một câu thừa thải. Thế cô Linh bảo con là không có gì thay đổi hay sao? Hồng đã trả lời thắc mắc này hai ba lần rồi mà bà vẫn hỏi, nàng gật đầu nhấn mạnh. Vâng, cô ấy coi lại cho con rồi. Thì con kể với mẹ rồi đó, lần đầu cô ấy thấy sau lưng có năm cái quan tài, bây giờ còn 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 hai, ba cái biến mất là anh Toản, anh Hải và thầy Bát Bửu. Dĩ nhiên Hồng vẫn giấu cái quan tài thứ tư là Hoàng Lang Bà mơ buột miệng lẩm bẩm Ôi trời ơi quan tài gì mà lắm té không biết Thế là còn tới hai cái nữa con mới thoát nạn à Hồng im lặng gật đầu Bà mơ thở dài rồi bảo Thôi được rồi Con cần về nhà tắm rửa thì cứ về đi Một mình mẹ có tiệm được rồi Đường xa bụi bậm Hồng đứng ngay lên và ngắt lời Vâng vâng, thôi thôi mẹ cứ coi quán dùm con nhé Con về về tắm rửa gọi đầu đây rồi nàng cầm sâu chìa khóa bước nhanh ra cửa trên đường về những lời than của bà mơ làm hồng day dứt khôn ngôi hồng cần sang mỹ để tiếp tục việc học cho mình nhưng càng cần hơn nữa vì xuất ngoại là niềm vui lớn nhất đời của mẹ nàng chỉ có đi mỹ địa vị của bà mới được nâng cấp cao lên vòn vọt mới thoát khỏi cái nhìn coi thường của thiên hạ vẫn dành cho bà từ khi gánh cơm tấm đi bán răng như vậy muốn chiều ý mẹ, muốn đem niềm hạnh phúc cho mẹ thì Hồng phải lấy đán, mà muốn lấy đán thì phải tìm thêm một gã đàn ông xấu số nữa, trao thân cho gã là xong, là hoàn tất đủ năm bộ quan tài mà định mệnh đã an bài cho nàng. Về tới nhà, Hồng cất xe, khóa cẩn thận rồi bước lại chân cầu thang. Bà chủ nhà đang tưới rau ngẩng lên hỏi Hồng: "Ủa, cô Hai bữa nay về sớm ta?" Hồng cười đáp: À, cháu chào bà chủ, cháu cháu tạt về nhà có chút việc ạ. À. Hồng vừa đặt chân lên bậc thang thứ nhất thì bà lại thêm à, nghe nói à, có người bên Mỹ về hỏi cứ cô hai à, vậy là cô hai đâu còn ở đây lâu nữa đâu? tôi tôi có lời bừng cho cô hai. Hồng cười chua chát. À, cảm ơn bà chủ nhưng thật tình thì chưa đâu vào đâu cả. Bà chủ nhà đặt cái bình tưới xuống đất nước vẫn dỉ ra ở vòi hoa sen bà ngơ ngác hỏi lại. ủa Vậy làm sao? Bộ rồi cô hai chưa nhận lời người ta sao? Hồng lắc đầu phân trần. Thưa cháu mới quen thôi, được có hai tuần. Đã biết gì đâu mà nhận lời với không nhận lời. Rồi Hồng cắt ngang câu chuyện. Chừng nào có tin chắc chắn, cháu sẽ báo cho bà chủ để bà chủ mừng cho cháu. Thôi, cháu xin phép nha, cháu lên nhà có chút việc. Hồng càng buồn vì mẹ mình đã mau miệng loan tin vui cho hàng xóm. Nay mai chuyện không thành thì mẹ nàng sẽ là người xấu hổ hơn cả chính nàng, cách suy nghĩ của người Việt luôn luôn như vậy. Hồng là người may mắn bẩm sinh không có mặc cảm nhà nghèo. Bạn bè đa số đều khá giả, nhưng chả bao giờ Hồng so sánh, đứa nào hợp thì thân, đứa nào không thì thôi, chứ ít khi nào buồn vì gia cảnh của mình túng thiếu. Nếu Hồng có buồn thì chỉ vì thương mẹ vất vả mà thôi. Mở cửa vào nhà, Hồng bật quạt máy rồi đi thẳng vô buồng tắm đứng khom người gội đầu dưới vòi hoa sen nàng chỉ bận tâm suy nghĩ cách giải quyết tương lai của mình hai hôm nữa đán sẽ từ hà nội quay trở lại và sẽ chỉ ở bên nàng thêm một tuần nữa nàng cần quyết định dứt khoát trước khi đán về mỹ một là bảo đán cứ tiến hành thủ tục bảo lãnh hai là thẳng thắn từ khước đán để đán tính chuyện của đán bởi như đán đã nói tuổi anh đã ở mức trung niên không còn thời giờ rong chơi nữa Giả như không có sự thôi thúc quá mãnh liệt của mẹ thì Hồng có thể từ chối đán cũng không sao. Bởi nàng mới 21, cơ hội còn rất nhiều. Nhưng cứ nghĩ đến mẹ một đời cô đơn và lam lũ, Hồng lại thấy mình có trách nhiệm phải đưa mẹ sang Mỹ để bà làm lại cuộc đời. Hồng tắt nước, cuốn cái khăn bông trùm đầu và bước ra. Nàng ngồi vào bàn học mở máy vi tính để check email theo thông lệ mỗi buổi chiều ở quán về. Hôm nay không có gì đặc biệt, ngoại trừ bản tin quyên gửi chung cho bạn bè cùng lớp nhắc từng lời chia buồn với Kim Nguyên về cái chết bất ngờ của Hoàng Lang Hồng thở dài ngửa đầu ra thành ghế suýt làm rơi cái khăn bông quấn trên tóc chẳng ai biết Hồng là thủ phạm giết người tình của Kim Nguyên đến ngày chính Kim Nguyên cũng chỉ tin rằng Hoàng Lang mất vì tai biến mạch máu não bởi chính các bác sĩ kiểm tra và khẳng định như vậy Hồng lơ đãng trong mũi tên trên màn ảnh chuyển động lướt nhanh qua nhiều trang mạng và chợt dừng lại ở cái web có tên là Người Yêu Cô Đơn. Đây là tụ điểm gặp gỡ của những người khác phái muốn tìm đến với nhau tương tự như một tìm bạn bốn phương trên báo. Chỉ khác là chữ nghĩa trên Internet thường mạnh bạo và trắng trợn hơn. Hồng bỗng chú ý đến tâm hình chụp một gã thanh niên đeo kính mát, mặc quần jean áo thung, đứng khoanh tay tựa gốc cây, ra vẻ dân chơi dài dạn với mấy hàng chữ tự giới thiệu về mình. Lê Phú Cương đẹp trai, khỏe mạnh, cao một thước 73, sẵn sàng phục vụ quý bà quý cô theo nhu cầu. Ai là người cô đơn, từng bị tình phụ, ly hôn hoặc quá chồng, hãy tìm đến với nhau để cùng chia sẻ vui buồn, cùng đem lại hạnh phúc tinh thần và thể xác. Ký tên Người Săn Mạnh Phụ Đang buồn mà Hồng cũng phải phì cười. Rõ ràng là những dòng quảng cáo mãi dâm nhưng loại trang web như thế này xưa nay hồng chưa bao giờ vào coi mặc dầu nó đầy rẫy trên mạng hôm nay ngồi buồn tình cờ hồng để mắt đến mới thấy xã hội càng ngày càng cuồng loạn ít lâu nay nàng vẫn nghe nói có những chàng trai sống hẳn bằng nghề phục vụ thân xác các bà bởi xã hội ngày nay không còn độc quyền cho châu tìm cặp nữa mà nhan nhản khắp nơi có những cái cặp chủ động đi tìm châu đặc biệt là vợ những đại gia quanh nam bị chồng hắt hồi để chạy theo đào trẻ bỏ các bà quạnh hiu đằng đẵng nằm chơ một mình hoặc những bà có chồng đi công tác xa biển biệt cũng có những bà chưa lấy chồng bao giờ bước vào tuổi dở dang tiền bạc không thiếu nhưng thiếu hẳn hơi đàn ông bên cạnh xã hội vì thế nảy sinh những nhu cầu mới tạo thêm một ngành nghề mới cho đám thanh niên không có tiền nhưng có sức ngày trước chỉ có gái bao bây giờ có thêm trai bao giá cả không cố định phục vụ một bà càng lớn tuổi nhan sắc càng tiều tụy thì thù lao càng phải xứng đáng chiều chiều vào tầm mặt trời lặn dọc theo đường nguyễn bình khiêm hay nguyễn hữu cảnh xuất hiện những chàng trai cao lớn đi xe máy xịn nước hoa thơm lừng lượn tới lượn lui chờ các bà chạy xe hơi ngang qua ngoắc tay gọi hoặc cũng có bà cẩn thận hơn nhờ anh xe ôm kêu một chàng về nhà hoặc vào khách sạn một điểm hẹn khác nữa là vũ trường cũng thường có các chàng trai ngồi lẻ lo một mình để chờ các bà sồn sồn bước vào là đến làm quen nói chung cái nghề trai bao sống bằng tiền phụ nữ là một nghề tưởng là ngon ăn nhưng thật ra là quá vất vả vì thường xuyên phải dùng thuốc trợ lực đã có những chàng sinh viên nghèo từ miền trung vào sài gòn trọ học không có cách nào xoay sở nổi về mặt kinh tế trong cuộc sống quá ít việc làm đành phải chọn nghề này phí phạm sinh lực đến độ thân tàn ma dại cũng có những chàng trở thành chồng bé của một bà đại gia ăn trắng mặc trơn suốt ngày lo ăn uống tầm bổ để sẵn sàng trả bài hồng xem lướt thêm một số quảng cáo có đính kèm hình ảnh các chàng trai hành nghề bán thân nuôi miệng rồi bất chợt nảy ra ý nghĩ cực kỳ táo bạo là chọn đại cho mình một người nào đó giống như hoàng lang chỉ còn một cái quan tài cuối cùng nữa là đổi đời Hồng sẽ thanh thang theo đán sang Mỹ. Chỉ mới thoáng nghĩ đến đây, Hồng đã thấy lòng hối hận vô biên. Tại sao mấy hôm trước Hồng không nghĩ ra phương án này mà lại phải nhờ Kim Nguyên giới thiệu đại gia để đưa đến cái chết của Hoàng Lang làm thiệt hại cho Kim Nguyên. Trai bao đầy trên mạng, có giết đi một người xa lạ cũng đỡ thấy áy náy vì hoàn toàn không quen biết. Hồng chợt thở dài đứng dậy đi nhanh vào buồng ngủ. Vừa sấy tóc, Hồng vừa phấn đấu tư tưởng rồi dứt khoát bảo lòng phải tiến tới. Nàng đã giết được bốn người rồi, thêm một người nữa có sao đâu. Huống chi trong bốn người đã nằm xuống, chỉ có mình toàn là đáng thương thôi. Chứ Hải và thầy Bát Biểu đều là thành phần xấu trong xã hội. Có biến mất trên mặt địa cầu này cũng chẳng làm. Ai nặng lòng cắn dứt. Hoàng Lang cũng thế, ông không phải là người tốt. Ông mất đi chỉ thiệt thòi cho Kim Nguyên, Chứ bản thân ông là kẻ ích kỷ, bạc tình, tham ô và hoang đàng. Chết là đúng rồi. Hồng tự an nổi như thế và bây giờ đến lượt gã trai bao. Cái nghề mà thiên hạ thường gọi một cách bình dân là đĩ đực. Hồng có phải hy sinh gã cũng là điều bình thường, giống như Hoàng lang mà thôi. Sấy tóc xong, Hồng trở lại bàn học, bỗng có tiếng phun reo. Bà mơ gọi về và băn khoăn bảo. Con ơi, Mẹ thì không không biết con tính như thế nào Nhưng mà chớ có dạy mà cho đán nó biết là chuyện con đi xem bói nhá Nhớ mà nó tưởng là con bị ma nhập Rồi nó sợ hỏng việc ấy Hồng thấy tội nghiệp mẹ mình quá Cả tuần nay đứng bán quán mà đầu óc chỉ nghĩ đến đán Hồng buồn bã đáp Trời ơi cái ấy mẹ dặn con bao nhiêu lần rồi Đời nào con kể Thôi được rồi mẹ cứ để con lo liệu Tiếng nói của bà Mơ lại càng như thúc dục Hồng phải quyết định Nàng liền email cho gã đàn ông tự xưng là người săn mệnh phụ Tức là Lê Phú Cương và hẹn gặp Qua vài trao đổi ngắn gọn Gã đòi nàng trả tiền công tối thiểu là 500 ngàn Gã cũng nói thẳng là nếu Hồng lớn tuổi và tuổi càng cao thì giá càng tăng Hồng thấy đắng chát trong cổ, cười ra nước mắt Một đứa con gái sắc nước hương trời như Hồng mà phải trả tiền để ngủ với một kẻ xa lạ. Nhưng không sao, Hồng tự an ủi. Lần đầu cũng là lần cuối, rồi nàng có gặp lại nữa đâu mà bận tâm. Lê Phú Cương có phòng riêng, trang bị máy điều hòa, khỏi mất công đem nhau vào khách sạn. Nhưng bù lại, Hồng phải trả tiền phòng cho gã. Thỏa thuận giá cả xong, gã cho Hồng biết nếu Hồng đến ngay thì tiện nhất, không thì phải chờ chiều mai vì đêm nay gã bận đi khách chọn đêm với một bà có chồng công tác nước ngoài. Hồng hỏi địa chỉ và số di động của gã rồi quyết định làm cọc tìm Châu. Nàng sốt ruột không chờ được nữa bởi chỉ còn hai hôm nữa gặp lại đán. Hồng thay quần áo gọi cho bà mơ nói dối đi ăn tối với mấy đứa bạn rồi đẩy hông đa xuống sân. Hồng đến điểm hẹn lúc trời đã nhá nhem tối, Lê Phú Cương ra mở cửa, chố mắt há hốc mồm nhưng không nói được lời nào. Từ ngày bước chân vào cái nghề bất đắc dĩ này, Cương chỉ gặp toàn những bà nhăn sắc tàn phai, trẻ lắm thì cũng phải gần 50. Có bà bèo nhèo nhăn nheo, căng da mặt mãi mà vẫn không giấu được tuổi tác. Có bà béo trục béo tròn, da ngăm đen xỉn. Cương phải gồng mình lắm mới chu toàn được nhiệm vụ để lấy tiền. Sau hôm nay lại có một nàng tiên xuất hiện, dù rằng Hồng cố ý không trang điểm để tránh sự chú ý của người chung quanh cương tự hỏi phải chăng hồng gõ cửa lầm địa chỉ rồi ngay sau đó cương lại lạc quan nghĩ khác gã cũng có nghe nói lâu lâu vẫn có những cô gái mới lớn đã mắc bệnh cuồng dâm người yêu không đủ sức thỏa mãn phải tìm đến những người chuyên nghiệp như cương nếu đúng như vậy thì cương sẵn sàng phục vụ miễn phí và lâu dài nhưng rồi cương lại ngờ ngợ đoán biết đâu đây chẳng là công an giả dạng đến để gài bẫy bắt cương về tội hành nghề mãi dâm gã suy nghĩ lung tung, quên cả mời khách. Hồng tự động bước nhanh vào nhà và nói. À, tôi là Hồng, lúc nãy trao đổi vang trên mạng. Cương thở phào khép cửa lại, cố chấn tĩnh và ấp ung nói. mời mời em ngồi, mời em ngồi, anh là Cương đấy. Cương có thói quen nghề nghiệp là gặp bà nào, cô nào, cũng kêu là em. Dù có bà đáng tuổi má của Cương, Hồng để ý thấy Cương tuy không trẻ như trong hình, nhưng nói chung là người sạch sẽ lịch sự, thân hình tráng kiện, tuổi khoảng 30. Mặt cương hiền lành, phảng phất chút quê mùa. Chẳng hiểu tại sao lại dám nhận là người săn mệnh phụ. Căn buồng gã thuê trong chung cư tuy nhỏ, nhưng mới sơn phết lại và bày biện. Rất khang trang. Tiền thuê ở vùng này chắc chắn không rẻ, nhất là có gắn máy lạnh. Nhưng có lẽ vì Cương bắt khách hàng phải trả dùm, nên Cương mới chịu nổi. Thấy Cương cứ nhìn mình ngơ ngác, Hồng ngồi xuống salon và gợi chuyện bằng một câu không cần thiết. Ừ, anh làm nghề này lâu chưa? Cương vẫn còn sợ Hồng là công an nên rẻ rặt hỏi lại. Ừ, nghề này là nghề gì? Anh anh sống một mình nên là lên mạng tìm bạn bốn phương chứ có làm nghề gì đâu. Hồng không hiểu hiểu ý cương nên khẽ gật đầu. Anh đóng kịch làm gì? Tìm bạn bốn phương mà sao lại đòi tôi đến năm trăm ngàn? Bộ tôi phải trả tiền thì mới làm bạn với anh được hay sao? Cương khổ sở phân trần. Nhưng mà một người trẻ đẹp như em sao lại tìm bạn trên mạng? Anh ngồi với em giờ này, anh anh vẫn không biết là mộng hay là thực Hồng dịu lại và nói. Thật, chứ không phải là mộng. Tôi biết anh chẳng bao giờ gặp một người trẻ như tôi. Bởi vì anh thì chỉ chuyên săn mệnh phụ. <laughs> tôi chưa chồng, nhưng tôi tìm anh là vì... À, vì tò mò. Cương ngắt lời Vậy thì chắc em là nhà báo Em làm bộ gặp anh để biết viết viết bài phóng sự chứ gì Phải không Anh bị một lần rồi Cũng may là mà cái tờ báo nó không có nêu tên thật của anh Hồng lắc đầu Tôi chả là gì cả Tôi là khách hàng Thuận mua vừa bán thì tôi lại đây với anh Bây giờ anh gặp tôi rồi Anh còn tính giá 500 ngàn nữa hay không Cương chưa bao giờ gặp được một người cao quý như Hồng Bình thường muốn ôm ấp thì gã phải trả tiền cho hồng chứ mà lại trả rất cao thì may ra mới được nhưng gã sống bằng nghề này nên gã thành khẩn khai báo anh đâu có muốn lấy tiền của em nhưng nghề của anh đòi hỏi chi phí nó nhiều quá hồng ngắt lời thôi được rồi tôi đồng ý rồi nàng đứng dậy đi vào buồng tắm cương ngây người đứng trông theo đầu óc vẫn chưa tỉnh hẳn lúc hồng từ buồng tắm bước sang buồng ngủ cương đã ở trên giường nửa nằm nửa ngồi tựa lưng vào vách gã nhìn Hồng như bị hớp hồn, quên cả thủ tục thường lệ là lấy nước mời khách uống. Hồng nhìn gã nhớ đến Hoàng Lang hôm nào, cũng như Cương hôm nay, và có nghĩa là Cương cũng sắp ra người thiên cổ như Hoàng Lang. Cương vỗ nhẹ lên cái gối bên cạnh và nói, em lên đây với anh. Hồng ngồi xuống mép giường, cảm thấy hơi rờn rợn, mặc dù tấm nệm trải còn trắng tinh và non rất sạch sẽ, nàng hình dung nơi đây biết bao nhiêu lần cương đã phục vụ các bà nặng nhu cầu sinh lý nàng đưa tay từ từ cởi nút áo và nhắc lại câu hỏi cho đỡ ngượng à, anh làm nghề này lâu chưa cương đã lấy lại điểm tĩnh gã tụt xuống đứng bên cạnh giường tháo dây thắt lưng để cởi quần bình thường gã ít nói chuyện với khách các bà đến đây cương mau mắn nhập cuộc cho xong việc để lãnh tiền nhưng hôm nay gặp hồng tự dưng gã thấy lòng đổi khác trăm phần trăm không phải là một cuộc gặp gỡ mua bán nữa mà có có cảm tưởng là một buổi hẹn hò của đôi tình nhân yêu thương nhau, mặc dầu gã vẫn không thể hiểu được tại sao một người đẹp như Hồng phải chủ động đi tìm đàn ông trên mạng. Cương máng quần áo lên thành ghế, toàn thân chỉ còn cái quần lót, gã leo lên giường trở lại, kéo tấm chăn mỏng đắp ngang bụng và đáp: "Anh mới lên thành phố được hơn 2 năm." Hồng ngạc nhiên nhíu mày hỏi thêm: anh ở đâu mà lên thành phố cương thản nhiên tâm sự với hồng bằng những lời tình cảm như nói chuyện với một người thân đã lâu anh ở xa lắm mãi dưới tiền giang giới ấy khó sống quá làm ruộng thì anh làm không nổi mà dù có nai lưng làm cũng không có đủ sống anh mới bỏ lại gia đình lên đây tìm việc tìm mãi chả được cái việc gì dù là anh có bằng c ngoại ngữ thông thạo tiếng anh thân anh đã đành mà lại còn gánh nặng ở dưới quê hồng đang cởi quần jean ngừng tay ngắt lời anh nói sao nghĩa là anh có gia đình rồi à cương gật đầu vợ hai con đứa lớn năm tuổi đứa bé mới vào mẫu giáo do lời khuyên của một đồng nghiệp đi trước chẳng biết là đúng hay sai cương thường đem chuyện vợ con ra kể vì cho rằng nó chứng tỏ cương là người đàng hoàng có trách nhiệm và như thế thì có thể gợi lòng thương của các bà để lấy thêm tiền tiếp thấy hồng không nói gì gã thở dài tiếp à, tội nghiệp vợ anh nó cứ tưởng anh lên thành phố tìm được công ăn việc làm gì trong văn phòng hay là trong hãng xưởng nhưng anh chạy đôn chạy đáo cả nửa năm không ra đồng bạc nào bạn anh mới rủ anh làm nghề này để tháng tháng có tiền gửi về nuôi con cho hai đứa nó đi học điều này thì cương nói rất thật lòng buổi đầu gã bước vào nghề này lòng cũng xót xa áy náy lắm bởi gia đình xuất thân trong một sứ đạo di cư ở cái sắn từ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn lớn lên trong khung cảnh giáo đường mà giờ này đành phải lấy tên giả để quảng cáo nghề bán thân phục vụ các bà bây giờ thì cương đã quen rồi lòng đã bớt bứt rứt vì không làm thì không có tiền nuôi vợ con được cái may là cương có nhiều khách quen nghĩa là thu nhập tương đối đều đặn chẳng hạn như người đàn bà tên liễu hẹn cương 9 giờ tối nay. Tuổi bà mới ngoài 40 mà chồng cứ đi công tác liên miên, bỏ bà hưu quạnh ở nhà, chỉ có hai đứa con. Con trai đầu thì đi du học, con gái lấy chồng năm ngoái. Cảnh nhà vắng vẻ, cứ vài ngày bà lại đón Cương đến ngủ qua đêm, giết rồi đâm kiền, nằm một mình thấy khó chịu lắm. Tiền bạc dư giả, bà thuê đến hai cô người làm, mỗi lần cương đến bà đều phát tiền cho hai cô để bảo chúng nó giữ im lặng thành ra ông chồng đầu tắt mặt tối mà không hề biết vợ mình nuôi trai cương đang nói bỗng ngây người nhìn hồng vừa cởi áo sơ mi đôi vai thon làn da trắng muốt căng mịn chưa bao giờ cương được chiêm ngưỡng nhưng hồng đang ngồi trên giường nghe cương kể lể về vợ con bất chợt đứng dậy kéo phật ma lên đồng thời vói tay lấy cái sơ mi nàng vừa cởi ra máng trên thành ghế và mặc vào. Cương đã có vợ, và nhất là hai đứa con còn quá nhỏ. Hồng không thể bắt gã làm kẻ tế thần để giải thoát cho định mệnh của Hồng được. Bởi như vậy thì dã man quá, rõ ràng là Cương chưa tới số, cho nên tự dưng gã đem chuyện vợ con ra kể, khiến Hồng mùi lòng, không nỡ bắt hai đứa bé phải mổ cô cha. Nhớ đến lời cô Linh, Hồng vừa cài nút áo vừa bảo Cương Thôi tôi đi về Cảm ơn anh Cương không hiểu gì cả Ngơ ngác chố mắt nhìn Hồng Nàng đến với Cương Đã là một chuyện quá lạ Giờ bây giờ giấc mơ của Cương gần tới đích Thì nàng lại đột ngột thay đổi Là chuyện lạ thứ hai Cương tự hỏi Nàng là ai mà hành xử quái chiêu như vậy Nhưng dù là ai Thì Cương cũng không muốn bỏ qua cơ hội hiếm quý này Đời Cương từ nhỏ ở dưới quê Và có lẽ mãi mãi về sau chắc chẳng bao giờ được gần gũi một người đẹp như Hồng. Cho nên gã đứng dậy, chạy theo Hồng, níu cánh tay lại và tha thiết bảo. Anh không lấy tiền, anh phụ vụ em miễn phí. Hồng giật tay ra và cương quyết nói. Không phải là chuyện tiền bạc, tôi không thích nữa. Chào anh, tôi về. Cương chạy lại cài thêm then cửa rồi đứng chặn cửa không cho Hồng ra. Cơn dục vọng đã tăng vọt, Cương không thể bỏ lỡ dịp may ngàn vàng này được nữa hồng tìm đến với cương chứ cương đâu có bắt ép gã cứng rắn bảo hồng em đã đến đây thì phải ở lại với anh một lúc thôi rồi mới được về hồng thấy gã không còn hiền lành như lúc mới gặp nữa mà ánh mắt rực lên ngọn lửa dục vọng nàng dịu dàng phân trần anh với tôi là người xa lạ anh anh bán hàng tôi mua hàng tôi đổi ý không muốn mua nữa thì thôi chứ anh có quyền gì mà ép tôi gã nắm chặt hai cánh tay hồng lôi lại giường và nói anh đã nói anh không ép ai cả Nhưng em tự ý tìm đến đây làm mất thì giờ của anh Hồng cố cưỡng lại và ngắt lời Tôi làm mất thì giờ của anh thì bây giờ tôi bằng lòng trả cho anh 500 ngàn rồi Như là giao ước đâu Vậy là xong Anh buông ra cho tôi về Không thì tôi kêu ầm lên đó Miệng nói thế nhưng Hồng cũng biết cái thế yếu của mình là Hồng không thể la lớn cho hàng xóm nghe được Nàng là con gái nhà lành Tự ý tìm đến một nhà một gã đĩ được Nàng giải thích thế nào với thiên hạ Ai sẽ đứng về phía Hồng Công an có đến thì cũng sẽ còng tay Hồng Vì tội mua dâm Lại còn nhục nhã gấp trăm lần Cương không nói gì nữa Kéo ghi Hồng lại Đẩy nàng nằm ngửa trên giường Rồi gã nằm đè lên trên Trong lúc Hồng cố gắng vùng vẫy để phản kháng Thì Cương trườn người xuống Hai khuỷu tay đè trên hai đùi Hồng Và cuốn kích cởi quần nàng Hồng hoàn ngoại lật úp người xuống Nhưng gã dùng hết sức lật ngửa nàng lên rồi gã tuột nhanh cái xì líp mảnh vải cuối cùng trên người gã và bắt đầu nhập cuộc dù hồng vẫn tiếp tục chống cự màn bi kịch lại tái diễn y như hải đã vùi dập nàng chỉ khác một điều là khi hải cưỡng bức hồng hồng không hề biết trước là hải sẽ chết còn cương hồng đã nắm chắc gã sẽ đền tội sau cơn đam mê xác thịt mà điều này thì hồng không muốn chút nào bởi nàng thương bà vợ và hai đứa con gã ngày đêm mong chờ ở dưới quê nhưng có lẽ định mệnh bắt cương phải như thế cho nên dù hồng phản đối cách nào van xin cách nào gã cũng vẫn mạnh bạo tiến tới mà gã mạnh bạo tiến tới là bởi vì gã chẳng sợ gì cả hồng là người chủ động quan hệ với gã trao đổi với gã và đồng ý trả tiền để được ngủ với gã tất cả đều còn nằm trong email của gã không thể bảo là gã cưỡng bức được nếu hồng tố cáo gã có thể bị bắt về tội bán dâm nhưng hồng cũng sẽ bị bắt về tội mua dâm với bằng cớ rất rõ rệt nửa tiếng sau hồng ngồi dậy lau nước mắt và mặc quần áo bên ngoài trời đã tối hẳn nàng cầm sâu chìa khóa quay lại chỉ mặt cương và bảo có chuyện gì xảy ra anh đừng có án trách tôi đấy cương vẫn nằm trên giường đắp tấm chăn ngang bụng và phì phèo điếu thuốc lá gã tưởng đó chỉ là lời hăm dọa nhạt nhẽo của hồng nên không một chút bận tâm Hồng kéo then cửa, Cương nhỏm người lên và diễu cợt nói vọng theo. Em tự ý tìm đến với anh, chứ anh có quyến rũ em đâu. Đáng lẽ em phải trả tiền cho anh, ấy, mà anh cho em miễn phí, em còn muốn gì nữa? Hồng không nói gì, lặng lẽ mở cửa bước ra hiên, nàng tự an nội. Chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ, Cương sẽ ra người thiên cổ. Thế giới trai bao, từ nay sẽ vắng hẳn một gã tự xưng là người săn mệnh phụ. Nằm lại một mình trong phòng, Cương vẫn còn đê mê ngây ngất vì chả bao giờ hình dung trước đời mình sẽ được hưởng cái kinh nghiệm khoái cảm như thế này. Con bò lạc ở đâu, tự mò đến nản mạng. Nhưng bỗng Cương chợt nghĩ ra một điều. Lời ham dọa vừa rồi của Hồng chứng tỏ Hồng là công an giả dạng. Có chuyện gì xảy ra, anh đừng có trách tôi. Nếu vậy thì đời Cương sắp tàn rồi. Vì Cương cả gan hiếp một nữ công an ngẫm nghĩ một lúc cương lại an lòng gạt đi bởi nếu hồng là công an thật thì lúc cương kéo quần nàng xuống nàng đã phải quát lên cho cương biết nàng là nhân viên công lực chứ đời nào lại để yên cho cương vùi dập hút gần tàn diêu thuốc cương uể oải đứng dậy và buồng tắm để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ đêm nay bà liễu người khách thường trực thuộc loại trẻ nhất của cương Giờ này Cương cũng thấy chán ngấy vì vừa trải qua những giây phút thần tiên bên cạnh Hồng, nhưng dù sao thì Cương cũng vẫn phải đến vì đã lỡ hẹn và vì bà là nguồn tiền đều đặn nhất của Cương. Nhìn đồng hồ thấy đã 8 giờ, Cương lấy phone gọi cho bà. Bà hơn Cương 10 tuổi nhưng dĩ nhiên Cương vẫn phải gọi bằng em theo thói quen nghề nghiệp. "Alo, em hả? Anh đây. Anh đến trễ khoảng nửa tiếng." Đầu dây bên kia người đàn bà nũng nịu đáp, anh làm cái gì mà tới trễ thế Hết xí quách rồi đúng không Tới ăn cơm chung với em đó nha Cương cười khỏa lấp <cười> Bữa nay anh có làm gì đâu mà hết xí quách Tại hồi chiều uống mấy chai bia rồi ngủ quên Mới thức dậy Thôi để anh đi tắm rồi anh qua Nhanh nhanh lên đấy Em chờ cục cưng Rồi hai bên cùng cúp máy Cương vô buồng tắm Nửa giờ rồi thay bộ đồ mới Bước ra nước hoa xịt từ đầu tới chân gã đẩy xe máy ra khóa cửa và lao đi điểm hẹn của cương tức là nhà bà liễu là căn biệt thự nhỏ nằm trên con đường dợp bóng cây lớn đây là khu dân cư thuần túy gồm đại đa số những đại gia thuộc người có chức phận nên rất yên tĩnh và vắng vẻ vì không có hàng quán ngay từ lần đầu tiên đến đây cương đã được gia chủ dặn là phải đi lối sau dù rằng có vào lối trước cũng ít ai chú ý bởi hầu như chẳng có ai qua lại quãng đường này sau 7 giờ tối Dù sao đi nữa thì bà Liễu cũng rất cẩn trọng Bởi bà chỉ mua chuộc được hai cô người làm kín miệng Chứ làm sao mua được hàng xóm khi bà dẫn trai về Trời không trăng mà đèn đường cũng rất vàng vọt Nghe lời bà Liễu dặn Cương vừa đến nơi là tắt máy xe ngay rồi đẩy vào cổng sau Cô người làm chờ cương vô hẳn trong sân rồi mới cài then khóa cổng lại tối nay bà liễu hớn hở đón tiếp cương như thường lệ cho ăn uống no say rồi mới đem nhau lên giường chỉ có những đêm hẹn hò như thế này bà mới sống lại cái đắm say đã đánh mất từ lâu bên ông chồng hờ hững bà chiều chuộng cương hết mực đến nỗi có lúc cương tự hỏi bà trả tiền cho cương để phục vụ bà hay để chính bà phục vụ cương chả sao miễn bà cảm thấy hạnh phúc ở tuổi hồi xuân là được rồi bởi đôi bên cùng có lợi Bà hơn Cương đến 10 tuổi Nhưng dĩ nhiên bà phải tỏ ra nồng nàn và đắm đuối Bên cạnh Cương là đúng rồi Về phần Cương cũng đền đáp lại tương xứng Trước hết vì bà trả tiền rất hậu Lại hay tặng bonus bằng quà cáp Hay có khi là tiền mặt trong những dịp lễ Tết Mà giữa bao nhiêu khách tìm đến với Cương Thì bà là người coi còn được nhất Khuôn mặt xinh xắn, tóc phủ lòa xòa cho thêm mờ ảo Vài nếp nhăn khéo che đậy bằng son phấn và nhất là thân hình vẫn còn mảnh mai, chứ chưa đến nỗi rùng rợn như nhiều bà khác mà Cương phải nối vòng tay lớn mới ôm nổi. Nói tóm lại, Cương và bà Liễu gặp nhau như đôi nhân tình hò hẹn và cùng cố gạt bỏ cái quan hệ mua bán, mặc dầu bà đều trả tiền sau mỗi lần mây mưa. Nhưng đêm nay tình hình bỗng đổi khác. Nằm bên bà Liễu, đôi bàn tay Cương vẫn vuốt ve mơn trớn trên da thịt bà như thường lệ nhưng đầu óc cương không tài nào gạt bỏ nổi hình ảnh của hồng ngồi chiều sự ám ảnh làm cương có lúc đáng trí đến nỗi không trả lời câu hỏi của bà vài lần như thế bà liễu giận dỗi đẩy cương ra và gắt nhẹ anh làm cái gì mà như người mất hồn thế nằm với em mà nhớ tới người khác phải không cương giật mình vội cười đáp <cười> anh nằm với người ta mà nhớ tới em thì có chứ ngoài em ra thì làm gì có ai để đáng cho anh nhớ rồi Cương ôm ghì lấy bà để đền bù. Nhưng Cương đền không nổi. Bà Liễu làm đủ mọi cách, áp dụng mọi kỹ thuật cao cấp nhất, vẫn không gây nổi hứng thú xác thịt trong đầu Cương. Bởi gã cứ nhớ đến hình ảnh tuyệt đẹp của Hồng và nhớ luôn cả lời hăm dọa lúc Hồng chia tay. Cả tiếng đồng hồ vật lộn mà không có kết quả gì, bà Liễu bực mình ngồi lên và nghiêm mặt bảo. Thôi anh đi về đi. Hết si quách rồi tôi đây làm cái gì? Hay là bây giờ anh anh bắt đầu thấy thấy tôi thấy tôi già rồi đúng không dĩ nhiên là bà đã già từ lâu rồi so với cương và nhất là so với hồng nhưng cương cười ngượng nghịu và phân trần trời còn có lúc mưa lúc nắng cơ mà em em cho anh nằm nghỉ một chút thôi là đâu sẽ vô đó tại vì chiều nay anh uống quá chén giờ này người nó vẫn còn hơi lờ đờ nói xong cương vừa xoay người nằm đè lên trên người bà rồi cúi xuống hôn nhưng bà liễu đẩy cương ra tung chăn đứng dậy lấy áo khoác vào người rồi cứng rắn nói anh đã biết trước đêm nay là đêm của tôi anh phải dành cho tôi chứ tôi trả tiền cho anh nguyên ngày mà để cho anh khỏi tiếp người khác tại sao bây giờ anh nằm anh ôm tôi mà mà người mà 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 cứ mềm nhún như sợi bún là như thế nào thôi về đi từ nay đừng có vác mặt tới đây nữa cương tưởng bà chỉ làm bộ hờn giận trong giây lát nên gã cứ nằm nán lại và mỉm cười phân trần lâu lâu anh mới kẹt một lần nói đúng ra thì, thì từ ngày quen em bữa nay mới xảy ra cái cái sự cố kỹ thuật lần đầu em khó tính quá không thông cảm cho anh bà liễu chừng mắt quát lên đi về tính nằm vạ ở đây hay sao từ nay tôi kêu người khác tôi cấm anh quan hệ với tôi bấy giờ cương mới giật mình ngồi dậy mặc quần áo gã núi tiếc đứng sơ đỡ ở cửa một lúc rồi quay vào quỳ xuống ôm lấy hông bà liễu và run run nói anh xin lỗi em thú thật là hôm nay anh có chuyện buồn khuya quá rồi cho anh ở lại một chút anh sẽ phục vụ em bữa nay anh không có tính tiền bà liễu càng bực mình khi nghe cương nhắc đến tiền bạc bà nắm tóc cương đẩy mạnh ra và cắt ngang không có nói nữa đi Đi mau. Tôi không muốn nhìn cái mặt anh nữa. Bấy lâu nay tôi tưởng anh có cảm tình với tôi, nên tôi mới thật lòng đáp lại. Tôi chu cấp cho anh đủ mọi thứ, mà hôm nay anh để lộ cái mặt phản bội. Tôi chỉ cần quăng tiền ra thì thiếu gì người hơn anh. Đi, đi cho khuất mắt tôi. Lần đầu tiên cương chứng kiến sự giận dữ của bà Liễu, khác hẳn thái độ dịu dàng tình tứ của bà mỗi lần tiếp đón cương từ hơn một năm nay cương đành lầm lỗi bước ra sân sau vừa buồn bực vừa xấu hổ bấy giờ đã quá nửa đêm rồi hai cô người làm vừa chợp mắt nghe tiếng quát tháo vội vùng dậy đưa mắt nhìn nhau thấy cương thất thểu từ nhà trên bước xuống một cô chạy theo để mở cửa sau cho cương đẩy xe ra cô hỏi cậu cậu ơi cậu cậu có trở lại nữa không để con còn chờ cửa cương não nề đáp bà đuổi cậu rồi đâu có cho cậu trở lại nữa cả hai cô người làm đều thông cảm nỗi lòng bà chủ bà háo hức chờ đợi cả ngày điểm trang kỹ lưỡng rồi ân cần tiếp rước cương cho ăn toàn thứ cao lương mỹ vị để bồi bổ thế mà cương lại không đáp ứng nổi cơn dục vọng cuồng si của bà nghĩa là cương không cương nổi thì bà đuổi đi chứ giữ làm gì gã chỉ tiếc là mình quên không mang theo thước viagra là thứ mà gã rất ít khi xài bởi vừa đắt lại vừa có hạn. cương phóng đi trên khúc đường vắng tuy buồn vì từ nay có thể mất mối hàng thường trực nhưng đầu óc vẫn cứ lờn vờn hình bóng của hồng cho đến giờ phút này gã vẫn không hiểu nổi hồng là hạng người nào một người đẹp như thế thì thiếu gì thanh niên theo đuổi tại sao phải lên mạng tìm trai bao như cương rồi đã tự ý mò đến nhà cương mà nửa chừng lại đổi ý đòi về Cương lay hoay đặt ra bao nhiêu giả thuyết mà chẳng có câu trả lời nào gã thấy hợp lý. Dẫu sao đi nữa, thì việc gặp Hồng chiều nay cũng sẽ là một kỷ niệm ngàn đời lớn nhất mà Cương không thể quên được. Từ con đường nhỏ phùng khắc khoan, Cương rẽ sang điện biên phủ ở khúc công viên Lê Văn Tám. Đêm đã khuya, không gian vắng lặng và gió hiu hiu thổi dịu mát. Quãng đường này nối ra xa lộ, hướng về phía biên hòa. Đêm đêm, thường xuyên có những chuyến xe tải chở vật liệu xây cất như sắt thép hoặc xi măng ra bà rịa hay vũng tàu vì thời điểm này người ta đua nhau xây dựng nhà cửa hoặc chung cư cương cứ cắm đầu chạy lòng ngổn ngang trăm mối không để ý rằng mình đang đi sau một chiếc xe tải 18 bánh chở những cây gỗ khổng lồ dài thườn thượt chung quanh có những sợi dây xích rằng chịt cột vào hai bên thành xe chưa tới cầu xa lộ thì gặp mấy cái ổ gà khá lớn trên mặt đường mà tài xế chắc không để ý làm chiếc xe tải lắc lư và nghiêng hẳn đi rồi một mắt xích quanh những thân cây bất ngờ tuột ra trong khoảnh khắc những sợi dây khác cũng theo nhau đứt bung ra hết mà xe vẫn giữ nguyên tốc lực bó cây khổng lồ trên xe đua nhau lao tuột xuống về phía sau lăn ngổn ngang trên mặt lộ rất may là khúc đường bấy giờ đã vắng vẻ lưu thông nên tai nạn không đến nỗi thảm khốc. Chỉ có mình cương bị một thân cây đâm thẳng vào ngực, té bật ngửa ra giữa đường, rồi những thân gỗ vĩ đại khác từ trên xe tải cứ tiếp tục tuôn xuống đè lên nát bấy trên người cương. Tai nạn loại này rất hiếm khi xảy ra bởi xe tải đường trường đều quan tâm đến vấn đề an toàn khi chuyên chở. Nhưng số mệnh của Cương đã được an bài như thế Gã phải chết thảm Như bất cứ người đàn ông nào Sau khi trung động thân xác với Hồng Cũng còn may là Cương chết ngay Từ khi khúc cây đầu tiên đâm vào ngực Nên không đau đớn gì cả Sáng hôm sau trên đường ra quán Hồng ghé mua một chồng nhật báo Dò tìm các tin tức tai nạn Xem có Cương trong đó hay không Nhưng Hồng đọc thật kỹ từng trang Mà chẳng thấy gì cả cương có chết thì cuộc đời hồng mới rẽ sang khúc quanh mới bởi cương là chiếc quan tài thứ năm bà mơ ngạc nhiên thấy con gái bỏ quá nhiều thì giờ đọc báo khác với mọi ngày nhưng bà ngại không hỏi hồng gấp sấp báo bỏ trên mặt quầy bếp chưa có tin của cương nhưng hồng vẫn còn hy vọng có thể cương chết rồi mà báo không loan vì cương không phải là một nhân vật đáng chú ý cũng có thể cương chưa chết vì gã mới nằm với Hồng chiều hôm qua, tức là chưa hết 24 tiếng đồng hồ. Biết đâu báo ngày mai sẽ có tin. Tính toán như vậy, nhưng Hồng vẫn nắm ruột, cho nên quá trưa khi quán hết khách, Hồng lấy xe phóng lại chung cư Cương ở, nơi Hồng mới nằm với gã chiều hôm qua. Nàng dừng xe xa xa, mừng rỡ, thấy nhà Cương tuy vẫn đóng cửa, nhưng có đến năm bảy người, cả đàn ông lẫn đàn bà, đang đứng túm tụm bàn tán và chỉ trỏ. Như vậy là cương chết thật rồi. Hồng tự nhủ rồi dựng xe dưới gốc cây, khóa lại, vài hồi hộp tiến lại nhập vào đám đông. Chẳng ai chú ý đến Hồng, nhất là nàng đội nón vải rộng vành, che gần kín khuôn mặt. Nàng nghe một bà kể. Ông mới chết hồi hôm, nghe nói bị xe tải cán lúc 2 giờ sáng. Vợ con dưới quê chưa có biết gì hết á. Tôi kế bên nhà nè, Hồi sáng đó có một anh công an tới báo tin Bị họ tìm được địa chỉ ở trong bóp của ổng á Mà ổng sống con mình ơn à Có thân nhân đâu mà báo tin Hồng cúi đầu bước lùi lại Rồi mở khóa xe ra về Như vậy là Cương chết thật rồi Cũng có nghĩa là đời Hồng từ nay Bắt đầu thanh thản Hồng nghĩ ngay tới cô Linh Nhưng chắc chắn Hồng không dám trở lại nhờ cô coi nữa Bởi mới hôm qua còn một cái quan tài mà nay biến mất hoàn toàn thì cô linh sẽ biết ngay là hồng vừa giết thêm một người nhưng gặp cô linh để làm gì nữa cương là cái quan tài thứ năm giúp hồng trả hết nợ trần để từ nay bước sang một giai đoạn mới nàng bồi hồi nhớ lại chặng đường ngắn ngủi vừa đi qua mới gần ba năm hồng đã làm thiệt mạng năm người đàn ông hồng nhủ lòng sẽ cố gạt bỏ mọi yêu phiền để bắt đầu cuộc đời mới Hồng về đến quán mới bước vào quầy thì đán phôn. Niềm vui chan hòa vừa dâng lên trong lòng sau cái chết của Cương. Hồng vui vẻ hỏi. Em đây, anh ra làm sao rồi? Đán báo tin, anh đổi vé máy bay, sáng mai anh về với em. Hồng mừng lắm, ngồi xuống cái ghế bên cạnh mẹ và nói. Em tưởng anh ra ngoài ấy, gặp mấy cô Hà Nội, anh quên em rồi chứ. Em định hai hôm nữa đó, mà anh không có về là em bay ra em tìm anh đó. Xa mặt thì cách lòng. Sợ không có em bên cạnh Anh sẽ lạc đường Bà mơ đang băm tỏi Ngừng tay ngơ ngác nhìn Hồng Bà ngạc nhiên thấy rõ từ giọng nói Ánh mắt và nụ cười của con gái hôm nay Hoàn toàn đổi khác Tất cả đều là sự gieo vui Như chẳng có chút gì bận tâm Cả tuần nay hai mẹ con chỉ nhìn nhau Thở vắn than dài về số mệnh hẩm hiu của Hồng Sao bữa nay Hồng lại bùng lên niềm hạnh phúc như vậy Hồng lấy bàn tay, bịt ống nói và khẽ bảo bà mơ Mẹ mẹ, mẹ cho con xin ly đá chanh, khát khô cả cổ Bà không biết đầu dây bên kia đã nói gì mà Hồng bảo Vâng vâng, thì em nhất trí với anh Mai anh về ha, em bàn với mẹ Đóng cửa quán một tuần cho mẹ nghỉ Còn em, em sẽ đi chơi với anh nguyên một tuần Cho đến ngày anh về Mỹ Đi đâu cũng được, nhưng mà đừng có đi Vũng Tàu Em, em khét biển lắm Thôi cứ như vậy anh nhé Mai em gặp anh Hồng cúp máy Bà mơ múc nước đá bỏ vào ly nước cho Hồng rồi hồi hộp hỏi Con Mai đã nó về hả à, con Đó không phải là câu hỏi quan trọng Bà đang nóng lòng chờ Hồng giải thích thái độ lạc quan của nàng hôm nay Hồng hiểu ý mẹ Niềm vui của nàng chỉ là đã thanh toán xong chiếc quan tài cuối cùng Nhưng nàng không dám tiết lộ Để mẹ an lòng nàng uống hớp nước rồi kể À Tại vì con vừa mới gặp một thầy phong thủy, ông này giỏi lắm mẹ ơi. Trước đây có đặt hướng nhà cho thủ tướng Phan Văn Khải. Ông ấy bảo là phong thủy và địa lý đó chi phối vận mệnh con người. Cho nên nếu như người đó vượt trùng dương đi xa thì số mệnh nó nó không còn giống như ở quê nhà nữa. Vì thế đó, có người thành công trong nước mà lại thất bại ở nước ngoài. Ngược lại, có người ở trong nước chả nên cơm nên cháo gì cả, nhưng khi xuất cảnh sang nước khác thì lại làm lên cơ nghiệp. Còn nghe thế, còn mừng quá mẹ ạ. Bà mơ ngay tình, cứ tưởng nhờ lời thuyết phục của thầy phong thủy mà con mình đổi ý, đang buồn thành vui, đang lo lắng, thành bình thản nên bà hớn hở ngắt lời. Ờ thầy thì thì mẹ nói với mày thế rồi mà mày không tin. Đã lâu lắm Hồng mới nhìn được ánh mắt chan chứa hạnh phúc của mẹ. Bà vẫn chủ trương ngay từ đầu là Hồng cứ nhờ đán bảo lãnh qua Mỹ qua được bên đó rồi thì dù có phải hy sinh thêm mấy cái quan tài nữa cũng không sao. Nhưng Hồng càng ngày càng nặng tình với đán. Lại nhớ lại tai nạn bi thảm năm xưa từng xảy ra với Toàn. Nên nàng không thể để chuyện cũ tái diễn với đán được. Hồng bảo. Thì tại vì mẹ có phải là thầy phong thủy đâu mà con tin được. Nhưng mà như vậy là bây giờ mình giải quyết xong rồi đó mẹ ơi. Con sẽ giúp anh đán tiến hành thủ tục bảo lãnh Trước mắt thì chúng con phải đi chơi vài nơi, vì anh đoán bảo là phải chụp thật là nhiều hình chung với nhau để khi mà vào phỏng vấn á mình có bằng chứng là quen nhau từ trước chứ không phải là hôn nhân mua bán. Bà mơ thở phào khoan khoái bảo con ừ, tính thế là chí phải. Nếu bây giờ đóng cửa quán một tuần nữa thì ngày nào mẹ cũng lên chùa bán nốt ngày mai, ngày kia mình nghỉ con nhé. Hồng gật đầu rồi nhân lúc quán vắng cầm cái chổi ra quét ngoài hiên khu bình dân lúc nào thiên hạ cũng xả rác bừa bãi trên lề đường chưa kể gió đưa lá vàng từ đâu đến tình cờ một thiếu phụ dắt đứa con đi ngang mà cả hai cùng chít khăn tang hồng ngừng tay đứng trông theo nước mắt bỗng trào ra vì nhớ lại lời cô linh đã mắng hồng là người ích kỷ và độc ác quả đúng như thế hai cái xác chết còn nằm đó chưa chôn hoàng lang và lê phú cương Cả hai đều nằm xuống để Hồng đạt được giấc mơ xuất ngoại Nếu đán biết chuyện này Đán có còn can đảm cưới Hồng hay không Hồng lấy khăn thấm nhẹ hai bên khóe mắt Rồi tiếp tục đứng thơ thần ngoài hiên Vì sợ vào nhà bà mơ sẽ biết là nàng vừa khóc Bản thân Hồng không phải là người xấu Càng không phải là người ác Nhưng định mệnh trói buộc kiếp Hồng nhan Bắt nàng trở thành kẻ sát nhân vô tình Nàng biết trước mai kia dù sống ở mỹ hay trở về việt nam thì suốt đời nàng sẽ không thể nào quên được những người đàn ông đã vì nàng mà nằm xuống